Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2376, là sống hay chết thì phải xem ý kiến của hắn. Nữ nhân này đến từ một tổ chức điều tra tư nhân gọi là Thiên Kiêu, bọn hắn chuyên môn điều tra các loại bí mật, tiếp đó giao bán những bí mật đó ở trên mạng. Nam Cung Uyên đưa tay chỉ Cao Chân Chân, nói tiếp, bao gồm tên Mã Hán khắc kia, cũng là thành viên của Thiên Kiêu. Mấy năm gần đây, Thiên Kiêu đều âm thầm điều tra tình hình của Trường Sinh Hội và Tiêu Đảo, rồi làm cho Thiên Cung Tiêu gia bất mãn, cho nên trực tiếp ra lệnh cho boss của bọn ta, phái bọn ta một mẻ hốt gọn người của Thiên Kiêu, diệt cỏ tận gốc. Quả nhiên có quan hệ với Trường Sinh Hội, còn có Tiêu Đảo rốt cuộc là nơi nào? A Cửu không khỏi lâm vào trầm tư, một bên tự lẩm bẩm. Gần đây nàng gặp phải không ít chuyện đều liên quan đến cái Trường Sinh Hội này, giống như có người cố ý thả mồi, đi đến đâu cũng đều nghe thấy. Tiêu Đảo nghe nói là một hang động tiêu tiền, chỉ cần có tiền thì có thể mua được tất cả. Nam Cung Uyên thuận theo A Cửu mà nói, hòn đảo này không được đánh dấu trên bản đồ, cũng không có vệ tinh nào có thể định vị được nó. Muốn đến đó chỉ có một khả năng, đó chính là nhận được lời mời của Trường Sinh Hội, bởi vì đảo chủ chính là hội trưởng của Trường Sinh Hội, cũng chính là chủ nhân chân chính của Trường Sinh Đế Quân, bên ngoài gọi là Trường Sinh Chủ. A Cửu không hiểu hỏi, vậy Trường Sinh Hội, Tiêu Đảo và Thiên Cung Tiêu gia có quan hệ thế nào? Cái này ta cũng không rõ. Nam Cung Uyên liếc nhìn Hạ Thiên, phát hiện hình như hắn hơi cau mày lại, bị dọa sợ đành bổ sung thêm, ta chỉ nghe nói Trường Sinh Chủ chính là người của Tiêu gia, Trường Sinh Hội cũng là sản nghiệp của Tiêu gia. Theo lời nói của Nam Cung Uyên, trong mắt Cao Chân Chân tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì nàng âm thầm điều tra Trường Sinh Hội và Tiêu Đảo, cho nên nàng biết những người kia kinh khủng cỡ nào, vùng biển này cách Tiêu Đảo không xa, chỉ sợ người núp trong tối của Trường Sinh Hội đã sớm theo dõi chiếc thuyền này, lần này thật sự chết chắc rồi. Ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Nam Cung Uyên sụi lơ té trên bong thuyền, thở hổn hển nói, hai vị phải tuân thủ hứa hẹn, để ta an toàn rời đi. A Cửu vừa muốn nói chuyện, Triệu Thanh Ca không biết từ nơi nào chui ra, tươi cười nói, e là ngươi không thể rời khỏi được đâu. Ngươi không chết. Nam Cung Uyên kinh ngạc liếc nhìn Triệu Thanh Ca, vừa nãy ta đã giết chết ngươi ở đáy thuyền rồi cơ mà. Ồ, ngươi giết nhầm người. Triệu Thanh Ca cười ha ha, thuận miệng giải thích nói, ngươi giết là người vô danh mà Hạ Thiên và Cửu Tiểu Thư dẫn tới, hắn tương đối xui xẻo, thân thể vốn nhiễm bệnh là còn chưa khỏi, không ngờ lại gặp phải độc thủ của ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, người kia không phải có bệnh, mà là bị nhiễm âm cực hoàn. Không quan trọng, dù sao cũng đã chết. Triệu Thanh Ca có chút ít áy náy nói với Hạ Thiên và A Cửu, ngại quá, không thể chăm sóc tốt bạn bè của các ngươi. Hắn cũng không phải bạn bè của chúng ta. Hạ Thiên phản bác, chỉ là tiện tay cứu một tên đần từ trong biển mà thôi. Triệu Thanh Ca liên tiếp bị Hạ Thiên ngắt lời, tâm trạng liền có chút không vui, Hạ Thiên sinh đúng là lạnh lùng. Động mạch chủ của người kia bị người cắt đứt, hơn phân nửa là không sống nổi. Hắn có thể sống tiếp hay không, việc này lúc khác lại nói. A Cửu biết Hạ Thiên có thủ đoạn cải tử hoàn sinh, đối với sống chết của người bạn ngược lại cũng không lo lắng. Thật ra ta rất tò mò, vừa nãy tại sao ngươi nói Nam Cung Uyên không thể rời khỏi vậy? Bởi vì đây là thuyền của ta. Vẻ mặt Triệu Thanh Ca kiêu ngạo, ngữ khí có chút lãnh khốc nói, không có sự đồng ý của ta thì không ai có thể xuống thuyền. Hạ Thiên phiền nhất là cái loại cố làm ra vẻ này, không muốn nghe mấy lời ba hoa này, trên đời này mặc kệ là chỗ nào, nếu ta và Cửu Nha đầu muốn đến thì có thể đến, muốn đi thì cũng có thể đi, lời ngươi nói không được tính. Ta biết Hạ Thiên ngươi võ công cao cường, nhưng có đôi khi vũ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Triệu Thanh Ca tiếp tục nở nụ cười, bởi vì trên thế giới này, tồn tại lực lượng còn cao hơn cả vũ lực. Mà ta vừa vặn nắm giữ loại lực lượng này. Ồ, đó là lực lượng gì? Đó là lực lượng mà các ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, nói với các ngươi cũng vô dụng thôi, giống như con kiến vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi là sức ngựa. Triệu Thanh Ca vẫn còn tiếp tục làm màu, sau đó lại tự mình thở dài nói, vốn còn muốn cẩn thận chiêu đãi các ngươi, đáng tiếc lại xảy ra biến cố như vậy, chỉ có thể đành thế thôi, dù sao ta chính là thành viên của Trường Sinh Hội, lần này cũng đến Tiêu Đảo. Lại là một thằng đần, Hạ Thiên trực tiếp nhận xét. A Cửu gật đầu đồng ý, lời này chàng nói rất đúng. Tự tin là tốt, nhưng hai người các ngươi thật sự hơi quá rồi. Triệu Thanh Ca lần nữa thở dài, cũng lời nói thêm gì nữa, ta
ta cũng không muốn giết các ngươi, chờ đến Tiêu đảo ta giao các ngươi cho Trường Sinh chủ là xong. Là sống hay chết, thì phải xem ý kiến của hắn. Đúng lúc này, tiếng còi của tàu thủy vang lên, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nơi mặt trời mọc. Chương 2377, vậy ngươi có thể chết được rồi. Nhìn thấy không, đó chính là Tiêu đảo. Triệu Thanh Ca chậm rãi đi đến trước bong thuyền, đưa tay chỉ vào một hòn đảo trên mặt biển, dựa vào tốc độ của chiếc thuyền này, đoán chừng một tiếng nữa mới có thể đến nơi đó. Nếu như nhảy xuống biển thì cũng có thể bơi qua, chỉ là sẽ tốn thời gian hơn. Đương nhiên, nếu như các người biết bay, thì có thể trực tiếp bay qua. A Cửu khẽ chau mày, có chút không hiểu Triệu Thanh Ca nói những thứ này là muốn làm gì, đành phải hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì. Chẳng lẽ cửu cô nương còn không rõ sao? Triệu Thanh Ca cười khẽ hai tiếng, vuốt vuốt bàn tay mình, ta đang cho các ngươi cơ hội đó, chẳng lẽ ngươi không muốn xoay chuyển tình thế? Chờ đến khi lên trên đảo, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu, nếu rơi vào trong tay Trường Sinh chủ, thì chính là sống không bằng chết. Nói xong, hắn lại đưa tay chỉ hòn đảo kia, từng này khoảng cách chính là cơ hội sống sót cuối cùng của các ngươi. A Cửu không khỏi nở nụ cười, ý của ngươi là, để chúng ta nhảy xuống biển bơi qua. Ta đâu có nói như vậy, nhưng cũng là một cách nhỉ. Triệu Thanh Ca liếc nhìn mặt biển, bây giờ sóng biển cũng không lớn, trong biển cũng không nhìn thấy cá mập, vấn đề duy nhất chính là trên thuyền ta có mấy trăm xiên cá, đến lúc đó ta sẽ ném ra, không biết các ngươi có thể trốn được hay không. A Cửu cảm giác thần kinh của người này đúng là có chút không tỉnh táo, ngươi cảm thấy uy hiếp kiểu này có tác dụng với chúng ta không? Ai biết được? Triệu Thanh Ca giang rộng hai tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói, hoặc là các ngươi theo ta lên đảo, sau đó rơi vào trong tay Trường Sinh chủ, hoặc là các ngươi chơi với ta một ván, có lẽ còn có 1% cơ hội sống sót. Cửu cô nương, Hạ tiên sinh, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lựa chọn đấm vỡ đầu chó của thằng đần ngươi. Hạ Thiên có chút không quen nhìn người này làm màu trước mặt hắn, muốn đánh nhau thì cứ việc nói thẳng, vòng vo nói nhiều như thế làm gì. Triệu Thanh Ca nghe vậy, không khỏi vỗ tay, được, Hạ tiên sinh đúng là sảng khoái như trong tin đồn, thú vị lắm, vậy thì ý hai vị như nào? Lời này nghe giống như là đang hỏi thăm, nhưng mà ngữ khí lại lộ ra một cỗ ý tứ không cho phép nghi ngờ, rõ ràng không để Hạ Thiên và A Cửu có lựa chọn thứ hai. Cửu nha đầu, kỳ thực nàng không cần để ý tới thằng đần này đâu. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ chẳng sao cả, thuận miệng nói, hắn nói cái gì là chuyện của hắn. Hắn muốn làm gì cũng là việc của hắn, sẽ không tạo thành uy hiếp gì với nàng. A Cửu nghe vậy, vẻ mặt không hề trở nên thoải mái, nàng đã nhận ra Triệu Thanh Ca không phải là người bình thường, chỉ là rốt cuộc hắn có năng lực đặc thù gì, hoặc là nói có phải tu tiên giả hay không, nàng vẫn chưa xác định được, cho nên tính tiếp tục quan sát một phen. Triệu Thanh Ca cũng không đặt Hạ Thiên vào trong lòng, vẫn luôn duy trì nụ cười hờ hững kia. Mọi người đều trở nên im lặng. Một bầu không khí giết chóc tràn ngập bong thuyền, giống như bị gió biển thổi đi khắp nơi. Đúng lúc này, Nam Cung Uyên ở bên cạnh phát hiện có chút không đúng, cũng cảm thấy cơ hội tới rồi, trong lòng tính toán bản thân nên chạy trốn như nào. Bùm! Nam Cung Uyên thừa dịp mọi người không hề chú ý đến hắn, bỗng dưng từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc ném lên trên đất, trong nháy mắt nổ ra một trận khói đen. Thừa dịp lúc khói đen nổ tung, Nam Cung Uyên nhanh chóng cướp được Cao Chân Chân bên cạnh. Một pháp ôm nàng lên, sau đó hai ba bước lao đến mép bong thuyền, quay đầu nói với mấy người trên thuyền, hừ, hôm nay gặp phải mấy vị cũng coi như hữu duyên, sau này có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp các ngươi thật tốt. Nói xong câu uy hiếp đó, Nam Cung Uyên liền ôm Cao Chân Chân còn đang hoảng sợ tung người nhảy xuống, lao vào trong biển rộng mênh mông. Bịch, bịch, Nam Cung Uyên và Cao Chân Chân đột nhiên bay lên, tiếp đó nặng nề ngã lại bong thuyền. Ta đã nói rồi. Không được sự đồng ý của ta thì ai cũng không thể xuống thuyền. Triệu Thanh Ca vân về bụng ngón giữa tay trái của bản thân, cười nhẹ liếc nhìn Nam Cung Uyên, ngươi tưởng rằng ta đang nói đùa à? Đôi mắt Nam Cung Uyên trợn lên, vẻ mặt khó mà tin nổi, hắn không rõ tại sao bản thân rõ ràng đã nhảy xuống biển, thế nào nhoáng cái đã trở lại trên bong thuyền, lẽ nào gặp quỷ rồi ư? Có chút kỳ lạ, ánh mắt A Cửu cũng trở nên nặng nề. Nàng có thể xác định Triệu Thanh Ca không hề làm gì, theo lý thuyết thì hắn không thể thao túng thủ đoạn của người khác, chẳng lẽ hắn là tu tiên giả? Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn không phải. Vậy thì là chuyện gì xảy ra? A Cửu không hiểu hỏi.
một loại năng lực mà thôi. Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng, cửu nha đầu, loại năng lực này của hắn kỳ thực cũng không ra gì, ở trước mặt chúng ta không khác gì ảo thuật. A Cửu trợn trắng mắt với Hạ Thiên, đối với lời của hắn vẫn luôn duy trì ý kiến, từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy trên thế giới này người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nói đi, là ai cho ngươi dũng khí lên thuyền của ta để giết người? Triệu Thanh Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Uyên, trong con ngươi âm u lạnh lẽo giống như là băng chùy đâm về phía Nam Cung Uyên. Ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ? Nam Cung Uyên chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, hoảng sợ kêu ầm lên, ta không trốn, ngươi đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Triệu Thanh Ca cười nói, trả lời vấn đề của ta. Không có ai sai bảo ta. Nam Cung Uyên cuống quyết chỉ vào Cao Chân Chân nói, ta thật sự vì đuổi theo nữ nhân này mới lên trên thuyền. Phải không? Triệu Thanh Ca hơi gật đầu, vậy ngươi có thể chết rồi. Chương 2378, được mở rộng tầm mắt. Nam Cung Uyên cảm nhận được sát ý của Triệu Thanh Ca, trong lòng lập tức hoảng loạn, quay đầu nói với A Cửu, cửu cô nương, ngươi đã đáp ứng tha chết cho ta, người này muốn giết ngươi, mau cứu ta với. Đầu óc ngươi có phải gặp vấn đề hay không? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, vừa nãy cửu nha đầu không giết ngươi, cũng là tha cho ngươi một mạng. Người khác muốn giết ngươi, thì liên quan gì đến cửu nha đầu? Triệu Thanh Ca cười gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy các ngươi không nên nhúng tay vào thì tốt hơn, người này dám ở trên thuyền của ta giết người, chắc chắn là muốn chết. Đúng vậy cái gì, thằng đần nhà ngươi cũng là đứa đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên nhếch khóe miệng. Ta và cửu nha đầu có nhúng tay hay không, được quyết định bởi cửu nha đầu, ý kiến của đồ đần ngươi cũng chẳng quan trọng, khỏi cần làm màu như mình lợi hại lắm ấy. Hai mắt Triệu Thanh Ca híp lại, vừa cười vừa nói, vậy chi bằng lấy hắn làm thí nghiệm, xem rốt cuộc hắn sống hay chết, thế nào? Cửu nha đầu, nếu không thì vẫn nên xử lý đồ đần này đi. Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn, quay đầu nói với A Cửu. A Cửu tức giận mắt trợn trừng, bớt làm vậy đi. Chàng muốn làm gì thì làm đi, đừng giả bộ như rất nghe lời ta ấy. Ta luôn nghe lời nàng mà, trước giờ ta đều rất nghe lời vợ mình nha. Hạ Thiên cảm thấy có chút ấm ức, cửu nha đầu, chẳng lẽ nàng không cảm giác được sao? A Cửu không thèm để ý Hạ Thiên, chỉ là nói với Triệu Thanh Ca, ta quả thật đã đáp ứng tha cho hắn một mạng, nếu chúng ta đi rồi thì ngươi xử lý hắn như nào cũng được. Nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi không thể làm như vậy. Vậy ta vẫn muốn làm thì sao? Triệu Thanh Ca liếc nhìn A Cửu, có chút khiêu khích nói. Ngươi có thể thử xem. A Cửu cũng lập tức nổi giận, trực tiếp mắng lại hắn. Triệu Thanh Ca khẽ cười một tiếng, bỗng dưng vươn tay ra, cách không trung liền bóp cổ Nam Cung Uyên, không đợi người khác phản ứng lại liền răng rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Nam Cung Uyên. Ta thử rồi, người cũng đã chết. Triệu Thanh Ca tiện tay nắm Nam Cung Uyên đã chết xuống thuyền. Dương mắt nhìn về phía A Cửu và Hạ Thiên, hai vị có gì muốn nói không? A Cửu không hề nói gì. Hạ Thiên cười hì hì nói, ai nói hắn đã chết, ngươi không nhìn thấy người đứng sau ngươi là ai à? Triệu Thanh Ca không khỏi cười khẩy hai tiếng, rõ ràng cảm thấy trò xiếc của Hạ Thiên có chút ngây thơ, đang muốn trêu tức hai câu, hắn bỗng dưng biến sắc, thân hình nhanh lùi lại mười mấy mét. Bùm! Một giây sau, vị trí mà trước đó Triệu Thanh Ca đứng lập tức nổ lên một đoàn khói đen, sau đó có một bóng người xông ra từ bên trong. Không thể nào, sau khi Triệu Thanh Ca thấy rõ bóng dáng kia, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, sao ngươi có thể sống sót được? Bóng dáng kia chính là Nam Cung Uyên vừa mới bị bóp chết ném vào trong biển. Nam Cung Uyên cả người mồ hôi, đang không ngừng thở hổn hển, kỳ thực hắn cũng có chút mờ mịt, vừa rồi hắn quả thật đã bị Triệu Thanh Ca bóp chết. Còn bị ném ra khỏi thuyền. Nhưng mà trước khi bị rơi xuống biển, bỗng nhiên có cỗ sức mạnh vớt hắn từ trên mặt biển, đó là một loại trải nghiệm cực kỳ quỷ dị, hắn rõ ràng đã chết, vậy phải không hề hay biết mới đúng, nhưng mà từ nơi sâu xa hắn cảm thấy có ai đang dùng kim đâm hắn, trong vô thức hắn liền lấy dược hoàn trên người ném ra ngoài. A Cửu đương nhiên biết đây là động tác của Hạ Thiên, khởi tử hồi sinh với hắn mà nói chỉ chuyện nhỏ, cũng không có gì khó khăn. Là các ngươi đang dở trò quỷ. Triệu Thanh Ca không phải người ngu, lập tức nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thiên và A Cửu, xem ra ta vẫn quá khinh thường các ngươi, loại thủ đoạn cải tử hoàn sinh này, ta
ta vốn cho rằng chỉ có trường sinh chủ và âm hậu mới có, không ngờ hôm nay lại được mở rộng tầm mắt. Tiếp đó hắn liền chuyển chủ đề, lần này ta thực sự muốn thử xem sức nặng của các ngươi. Vậy thì nhanh chút, vừa vặn kiếm trò giải trí cho đã chán. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Chỉ là vừa nói xong, cả người hắn bỗng dưng bay lên, bay cao hơn cả cánh buồm, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Phốc! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hạ Thiên trực tiếp ngã vào trong biển rộng bao la sóng dữ, chớp mắt bị sóng cuốn trôi, biến mất không thấy đâu nữa. Nam Cung Uyên, Cao Chân Chân và Tráng Hán Mắt Chột còn đang đứng sững sờ cũng bay theo lên, tất cả lao vào trong biển rộng. Cửu cô nương, chỉ còn mình ngươi. Triệu Thanh Ca phủi tay, thoải mái nói, ta đã sớm nói rồi, chủ động nhảy xuống là lựa chọn tốt nhất của các ngươi, thế mà các ngươi lại không tin. Phải không? A Cửu có chút đồng tình nói, vậy ta cũng không ngại khuyên ngươi một câu. Triệu Thanh Ca ôm cánh tay trả lời, nói nghe thử xem. A Cửu nở nụ cười chân thành, bây giờ ngươi nhảy vào trong biển, nói không chừng còn có cơ hội sống sót, nếu không chàng ấy sẽ không để cho ngươi có kết cục tốt đâu. Chàng ấy, ý ngươi là Hạ Thiên à, hắn đã táng thân trong biển rộng rồi. Triệu Thanh Ca không khỏi giễu cợt nói, ta sớm phong bế miệng mũi, thậm chí lỗ chân lông trên người, hắn không thể nào sống. Nói tới chỗ này, Triệu Thanh Ca bỗng dừng lại. Không phải Triệu Thanh Ca phát hiện ra cái gì, mà là đầu của hắn thật sự bị đấm vỡ, muốn nói cũng không nói được. Chương 2379, Tiêu Đảo. Tiêu Đảo là một hòn đảo cực kỳ bình thường trên biển rộng mênh mông, nhưng lại có chút thần bí. Nó có diện tích không lớn, địa hình cũng rất phức tạp, nhất là sâu trong đảo có vô số lỗ thủng sâu không thấy đáy, khi gió biển thổi vào sẽ phát ra âm thanh như tiếng còi kêu. Lúc Hạ Thiên và A Cửu xuất hiện ở trên đảo, sắc trời đã sáng rõ, ánh bình minh nơi xa cũng rất xinh đẹp. Theo bọn hắn lên bờ ngoại trừ 4 người, còn có một vài mảnh vỡ của chiếc thuyền. Coi như người muốn giết hắn, cũng có thể chờ đến khi thuyền cập bờ mà, cần gì phải vội vã, khiến cho mọi người chật vật như vậy. A Cửu có chút bất mãn chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó xem xét hơi thở của 4 người kia, phát hiện bọn họ đều vẫn còn hô hấp, trong lòng thoáng buông lỏng. Hạ Thiên cũng không cảm thấy chật vật. Ngược lại cảm thấy chơi rất vui, tùy tiện nói, Cửu nha đầu, việc này cũng không nên trách ta, ai bảo chiếc thuyền kia chẳng khác gì thằng đần đó, một phát đã có thể đánh vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại khái vài phút trước, Hạ Thiên một quyền đánh vỡ đầu Triệu Thanh Ca, chỉ là hắn nhất thời hưng phấn, không kịp thu lực lại, kết quả một quyền này cũng đánh cho chiếc thuyền vỡ nát theo. A Cửu bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Hạ Thiên ôm eo bay trên mặt biển. Còn về 4 người kia A Cửu cũng không thấy thuận mắt cho lắm, liền để Hạ Thiên tiện tay cứu lấy. 4 người này chính là Nam Cung Uyên, Cao Chân Chân, Tráng Hán Mắt Chột và người nước ngoài Mã Hán Khắc kia. Về người thần bí dẫn Hạ Thiên và A Cửu lên thuyền đã sớm không thấy bóng dáng nữa, cũng không biết có phải thật sự táng thân trong biển rộng hay không. Cảm tạ ân cứu mạng của hai vị. Sau khi Tráng Hán Mắt Chột lấy lại tinh thần liền quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên và A Cửu, việc của 2 năm trước. Chắc chắn là ta đã hiểu lầm Cửu cô nương, ta thực sự xin lỗi Cửu cô nương. A Cửu cũng không để việc này ở trong lòng, những năm gần đây, mặc kệ là Y Nhân Các, hay là Y Tiểu Âm và nàng đều không biết nhận được bao nhiêu hiểu lầm lẫn chỉ trích, nếu như các nàng tính toán so đo thì đã sớm bị tức chết rồi. Bỏ đi, cũng không phải việc lớn gì. A Cửu khoát tay với Tráng Hán Mắt Chột, ta cũng không tính truy cứu gì cả, chỉ là lần sau nếu như ngươi có tin tức của đám lường gạt kia. Thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Y Nhân Các, hoặc tập đoàn thần Y. Đại ân của hai vị, sau này Trung Mỗ nhất định sẽ báo đáp. Tráng Hán Mắt Chột đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Hạ Thiên và A Cửu, rồi nhanh chóng quay đầu rời đi. Nam Cung Uyên cũng muốn lập tức tiêu sái quay người rời đi, nhưng mà hắn biết hắn không thể làm như vậy, bằng không đầu hắn cũng sẽ bị đấm vỡ cho coi. Cơ thể của Cao Chân Chân vô cùng yếu ớt, lúc này giống như đã chết ghé vào bờ cát. Thỉnh thoảng thở hổn hển 1-2 tiếng. Sao ta lại ở chỗ này? Thuyền đâu? Người nước ngoài Mã Hán Khắc chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bãi cát trước mắt không khỏi sửng sốt một chút, lại nhìn thấy Hạ Thiên và A Cửu lúc, nhìn không được lên tiếng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuyền không còn, đây là Tiêu Đảo. A Cửu cảm giác lời nói của người này có chút ngớ ngẩn, nhưng cân nhắc đến đối phương là người ngoại quốc, cũng thoáng hiểu được.
Mã Hán Khắc cả kinh nhảy dựng lên, hoảng sợ liếc nhìn bốn phía, nơi này chính là Tiêu đảo, hòn đảo đáng sợ kia, căn cứ của Trường Sinh hội. Ngươi và Cao Chân Chân không phải muốn điều tra Trường Sinh hội sao? A Cửu thuận miệng hỏi, hiện tại đến căn cứ bí mật của nó, hẳn là nên vui vẻ mới đúng. Vui vẻ cái gì, chúng ta sắp ngỏm rồi. Mã Hán Khắc khoa trương níu lấy đống tóc hai bên tai, không ngừng kêu ầm lên, xong, xong, lần này thật sự xong, ta chết chắc rồi. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc liếc nhìn A Cửu, làm sao ngươi biết chúng ta đang điều tra Trường Sinh hội. Ta nói, Nam Cung Uyên lúc này xen vào một câu. Úi, oh my god, ngươi là tên sát thủ kia. Hai tay Mã Hán Khắc sờ thân thể của mình, ta nhớ là ta bị ngươi thọc một đao, đáng nhẽ phải chết mới đúng, tại sao lại không có việc gì này. Rất nhanh lại vui vẻ nói, không chết thì tốt, xem ra chúa vẫn quan tâm ta, chỉ là bây giờ nên làm gì, nếu như đụng phải người của Trường Sinh hội, ta vẫn sẽ bị giết chết. Ngậm miệng, Hạ Thiên bị người này làm cho có chút phiền, làm phiền ta nữa bây giờ liền giết ngươi. Mã Hán Khắc lập tức ngậm chặt miệng, dáng vẻ hoảng sợ. Một bên khác, Nam Cung Uyên có chút lúng túng nhìn A Cửu, Cửu cô nương, ngươi đã nói tha cho ta một mạng, bây giờ hẳn là còn giữ lời nhỉ. Nghĩ hay quá ha. Hạ Thiên lười biếng nói, Cửu nha đầu chỉ nói tha cho ngươi một mạng, nhưng là từ lúc đầu cho đến bây giờ, nếu như không phải Cửu nha đầu nói muốn cứu ngươi, ngươi đã chết không dưới 10 lần rồi. Vậy, Cửu cô nương dự định xử lý ta thế nào? Nam Cung Uyên lúc này mới mở miệng nói với A Cửu và Hạ Thiên, nếu như giết ta thì xin hãy ném thi thể của ta vào trong biển, ta không muốn ở trên hòn đảo này đâu. A Cửu suy tính một hồi, quyết định tùy bọn hắn ở trên đảo tự sinh tự diệt, cũng lười nói chuyện, trực tiếp kéo Hạ Thiên đi. Chương 2380, Hải Đại Phú. Hai người Hạ Thiên đi không bao xa, trước mặt liền có một thanh niên mặc đồng phục trắng có số thứ tự. Nhìn thấy bọn hắn liền vừa cười vừa nói, xin hỏi hai vị tới tham gia Trường Sinh hội sao? Các ngươi là ai? A Cửu đánh giá người này, thuận miệng hỏi. Thanh niên trước ngực thêu số hiệu 11 cười trả lời, chúng ta là nhân viên đón tiếp của Trường Sinh hội, phụ trách tiếp đãi tất cả khách quý lên đảo. A Cửu cười hỏi ngược lại, các ngươi không sợ đón sai người sao? Vị tiểu thư này nói đùa rồi, mặc kệ thân phận gì, lai lịch ra sao? Tất cả người lên đảo đều là khách quý của hội chủ chúng ta. Thanh niên số 11 cười nói, hai vị khách quý xin mời đi theo ta, chúng ta đã xếp phòng cho tất cả khách nhân trong hội. A Cửu lại hỏi, vậy khi nào thì bắt đầu Trường Sinh hội? Chuyện này ta cũng không rõ, mong hai vị khách quý chờ ở trong phòng rồi sẽ được thông báo. Thanh niên số 11 trả lời, vậy ngươi có biết có bao nhiêu người tham gia Trường Sinh hội hay không? A Cửu lại hỏi, nàng cũng chỉ tỏ vẻ hứng thú, thử xem có moi được tin tức hữu dụng gì hay không. Thanh niên số 11 ngược lại trả lời, hai vị hẳn là đợt khách cuối cùng, tổng cộng 32 người. Làm sao ngươi biết sau đó sẽ không có người đến? A Cửu hơi nghi ngờ nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, Cửu nha đầu, biết được việc này thật ra cũng không khó, bởi vì hòn đảo này là biết di chuyển. Qua khoảng thời gian này, chẳng mấy chốc sẽ trôi đến nơi khác. Sau đó coi như có người đến cũng không tìm thấy hòn đảo này. Vị tiên sinh này nói rất đúng. Thanh niên số 11 cũng không ngờ Hạ Thiên lại biết chuyện này, thời gian không còn sớm, mời hai vị đi theo ta. Nơi đây có một tòa núi non không cao không thấp, cấu tạo kỳ lạ núi, hướng mặt trời, mặt là một con dốc nghiêng nghiêng, một bên khác lại là vách đá thẳng đứng như được kiếm gọt. Cái gọi là phòng, kỳ thực chính là những lỗ thủng trên vách đá dựng đứng kia. Từ phần đỉnh của tòa núi kéo dài đến phần đáy tựa như vực sâu. Thanh niên số 11 dẫn Hạ Thiên và A Cửu chậm rãi đi lên sườn dốc, xuyên qua một cánh của được ẩn nấp, tiến vào trong một cái sơn động. Bên trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng thậm chí có chút giống với ở bên ngoài vào ban ngày, bầy biện ở bên trong và kiến trúc ngược lại có chút hương vị khoa học kỹ thuật. Chờ đi đến một đại sảnh rộng lớn, thanh niên số 11 để Hạ Thiên và A Cửu chờ trong chốc lát. Hắn đi giúp hai người đăng ký một chút. Nơi này kỹ thuật cao đấy. A Cửu vô cùng, bên trong hang núi này vậy mà được hiện đại hóa như thế, tốn tiền nhiều như vậy, trang trí sặc sỡ như vậy rốt cuộc tên Trường Sinh chủ kia muốn làm cái gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Cửu nha đầu, hắn cũng gọi là Trường Sinh chủ, vậy khẳng định là muốn Trường Sinh bất tử nha. Trường Sinh bất tử,
A Cửu hờ hững thở dài, thật sự hấp dẫn người khác như vậy sao? Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi, Cửu nha đầu, nàng không muốn trường sinh bất tử. Nếu như cuộc đời không còn gì đáng tiếc, vậy trường sinh có ý nghĩa gì? Đối với nhân sinh, A Cửu có ý nghĩ của chính mình, một mình sống lâu quá thì có gì tốt chứ? Nhưng nàng không phải một mình nha. Hạ Thiên ôm eo A Cửu, cười hì hì nói, nàng còn có ta, còn có vợ y y, nếu như nàng cảm thấy cô đơn, vậy thì chúng ta có thể sinh nhiều con một chút. Vẻ mặt A Cửu đỏ ửng, bất mãn chừng Hạ Thiên, nghĩ hay quá nhỉ, ai muốn sinh con với chàng. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói có vẻ gợi đòn, hèn hạ nói, vị mỹ nữ kia, nếu như không chê thì ngươi có thể sinh con với ta. A Cửu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện kẻ nói chuyện chính là một người mặc đồ vét mập mạp, cơ thể vạm vỡ, đầu mượt mà, ngũ quan dồn đống lại, nhìn qua chẳng khác gì đồ con lợn. Đồ lợn béo đúng là tự tìm cái chết, còn dám đùa bỡn nữ nhân của ta. Hạ Thiên khó chịu chừng tên mập mạp này, tàn bạo nói. Ha ha, nữ nhân của ngươi. Mập mạp mặc vét cười he he, khinh miệt liếc nhìn Hạ Thiên, rồi quay đầu nói với thanh niên số 3 đi theo sau lưng, cho hắn 3 triệu, bảo hắn cút xéo đi. Thanh niên số 3 lập tức lấy ra smartphone không biết là nhãn hiệu gì, nói với Hạ Thiên, xin hỏi mã hóa lên đảo của vị khách nhân này là bao nhiêu, ta có thể lập tức chuyển khoản cho ngài 3 triệu. Mã hóa lên đảo là trò gì? Hạ Thiên nhếch mép nói. Mập mạp mặc vét nghe vậy, không khỏi cười ha ha, xem ra hai người các ngươi vẫn chưa đăng ký à, vậy thì càng dễ xử lý. Ta muốn trưng dụng nữ nhân này ngay lập tức, ngươi chuyển khoản cho hội chủ các ngươi 100 triệu đi. Căn cứ theo điều lệ trên tiêu đảo, thì tất cả những người không ghi danh đều là vật phẩm, có thể cung cấp mua bán, ngài hoàn toàn có quyền lợi này. Thanh niên số 3 gật đầu, lập tức mở điện thoại di động lên bấm vào app nào đó, nhập một dãy số sau đó nới với A Cửu, vị tiểu thư này, bây giờ ngươi đã là vật phẩm tư nhân của tiên sinh Hải Đại Phú kia. Ngươi mới là vật phẩm. A Cửu bất mãn nói, còn có Hải Đại Phú không phải thái giám sao? Mập mạp mặc vét cũng không tức giận. Hèn mọn cười nói, ông đây có phải thái giám hay không, đến buổi tối ngươi sẽ biết. À, lời còn chưa nói hết, cả người mập mạp mặc vét liền bay ra ngoài, tựa như đạn pháo nện vào vách tường mười mấy mét, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chương 2381, ngươi còn 10 giây để tút tát lại nhan sắc. Một quyền này của Hạ Thiên nháy mắt đánh cho người ở trong đại sảnh đơ luôn, bọn hắn rõ ràng không ngờ tới vậy mà có người dám ra tay ở đây. Trong đại sảnh ồn ào bỗng dưng tĩnh lặng, cả đám kinh ngạc liếc nhìn xem Hạ Thiên, trong lòng suy đoán người trẻ tuổi này có lai lịch gì, dám dương oai ở địa bàn của trường sinh chủ. Ngươi có biết người vừa nãy mà ngươi đánh có thân phận gì hay không? Thanh niên số 3 đi theo mập mạp mặc vét, lúc này mới hồi phục tinh thần, hung tợn chừng Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, ta mặc kệ tên đần đó có thân phận gì, dám đánh chủ ý lên vợ ta. Hoặc là biến thành thái giám hoặc là biến thành người chết, chứ không có khả năng thứ ba. Đúng là cuồng vọng. Thanh niên số 3 giận dữ mắng mỏ một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên nói, vị tiên sinh kia chính là một trong 3 ông chủ của tập đoàn thần dược, Đồng tiên sinh. Tập đoàn thần dược. A Cửu thấy cái tên này nháy mắt vô cùng tức giận, thì ra cái con lợn béo kia chính là ông chủ của tên lường gạt kia. A Cửu nói xong liền quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, lần này xem như chàng đánh đúng người. Cái công ty lừa đảo kia nhiều lần giả mạo tập đoàn thần y, khiến y nhân các khắp nơi bị nói lừa gạt tiền, không biết hại chết bao nhiêu người, coi như chết cũng chưa hết tội. Hạ Thiên cười hì hì, Cửu nha đầu, nếu nàng đã nói như vậy, thì con lợn béo kia chết là cái chắc. Các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thanh niên số 3 tức giận bừng bừng, quát với A Cửu, công ty lừa đảo ư. Tài sản của Đồng tiên sinh tận mấy trăm triệu. Tài sản để ở trên đảo chúng ta cũng gần 100 triệu, là một trong số khách quý nhất của chúng ta, hiện tại các ngươi đánh hắn, hậu quả tuyệt đối không phải là việc các ngươi có thể gánh vác nổi. Có hậu quả gì, nói nghe một chút, Hạ Thiên tỏ vẻ không sao cả. Thanh niên số 3 coi tư thế này của Hạ Thiên là khiêu khích, lập tức giận tím mặt, mở cái app trên điện thoại di động, lớn tiếng nói, đại sảnh số 1, có khách quý bị tập kích, lập tức phái một đội cảnh vệ tới. Chờ đã. Đúng lúc này, thanh niên số 11 đi làm thủ tục đăng ký cho Hạ Thiên và A Cửu chạy tới, ngăn thanh niên số 3 lại, số 3, người chớ làm loạn, hai vị này là khách quý ta đón tiếp, vừa mới đăng ký xong. Thanh niên số 3 lườm thanh niên số 11,
lạnh lùng nói, vừa đăng ký xong, vậy đã chứng minh trước khi hắn đánh người vẫn chưa đăng ký, tức là đã vi phạm quy tắc trên đảo, ta có quyền báo cáo tình huống với bên trên. Lên đảo rồi chính là khách của hội chủ. Thanh niên số 11 rõ ràng không đồng ý với quan điểm của số 3, nghiêm túc nói, coi như chưa đăng ký, vậy cũng phải bình đẳng đối đãi. Hành vi vừa nãy của ngươi, rõ ràng có dấu vết dụ dỗ, ta có quyền khiếu nại thay khách nhân của ta. Vậy ngươi khiếu nại thử xem, thanh niên số 3 tuyệt không e ngại đáp lại nói. Hạ Thiên ở bên cạnh nghe không kiên nhẫn được nữa, hai người các ngươi ầm ĩ xong chưa, ta và cửu nha đầu cũng không phải tới nghe các ngươi nói nhảm. Tên trường sinh chủ kia ở đâu, nhanh dẫn chúng ta qua đi, bằng không ta liền đánh các ngươi. Ngươi nghe một chút, từ giọng điệu của người này thì có thể biết, hắn không hề có chút kính nể gì đối với hội chủ, loại người này chắc chắn không phải kẻ tốt lành. Thanh niên số 3 đưa tay chỉ Hạ Thiên, lạnh giọng nói không chừng chính là nhân vật nguy hiểm mà hội chủ nói, có lẽ trước hết nên bắt vào phòng cô lập. Thanh niên số 11 phản bác, ta thấy ngươi chính là lợi dụng việc công để trả thù riêng, có gì bất mãn ngươi có thể nhắm vào ta, đừng liên lụy khách quý của ta. Ta là số 3, ngươi mới là số 11, ta có thể có thù riêng gì với ngươi? Thanh niên số 3 cười nhạo một tiếng, có chút khinh bỉ nói, khách nhân mà ta tiếp đón đều là tổng giám đốc xuyên quốc gia, đại tập đoàn, không giống như ngươi luôn tiếp đón cái loại không rõ lối vào. Nói xong, còn cố ý đánh giá Hạ Thiên, chậm rãi phun ra hai chữ quỷ nghèo. Đôi mắt của thằng đần ngươi nếu như không cần, thì ta có thể bỏ dùm cho. Hạ Thiên nhếch khóe miệng, có chút bất mãn nói, vừa rồi cái con lợn béo đáng chết kia đừng nói mấy trăm triệu, trên thực tế ngay cả mấy trăm đồng cũng không có đâu, coi như thật sự có mấy trăm triệu thì cũng kém một số lẻ của ta. Thực sự là nực cười. Thanh niên số 3 khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, ta trông quần áo trên người ngươi, cộng lại đoán chừng 500 đồng cũng không có nhỉ, lại còn dám ăn nói khoác lác như vậy. Thật sự có tiền, thì ngươi chứng minh cho ta xem thử coi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không có hứng thú chứng minh cho ngươi cái gì, ngươi cũng không tư cách này. Vậy chính là không có rồi. Thanh niên số 3 khinh thường xì một tiếng, vậy các ngươi hãy đợi đến lúc bị đội cảnh vệ bắt tới phòng cách ly đi, tới đó sẽ có người dạy các ngươi quy định trên đảo này. Cơ mà, ngươi thật sự không quan tâm sống chết của con lợn kia sao? A Cửu lúc này nhìn không được nói với thanh niên số 3, ngươi có bản lĩnh ở đây nói chuyện, không chừng đã trễ thời gian để cứu tên mập mạp kia. Thanh niên số 3 lúc này mới như tỉnh cơn mơ, cuống quýt gọi người đi cứu mập mạp mặc vét kia, ngoài miệng không quên nói lời uy hiếp với Hạ Thiên và A Cửu, hai người các ngươi đừng hòng chạy trốn, ta đã nhớ kỹ mặt các ngươi. Ta đi cứu đồng tiên sinh trước, sau đó lại thu thập các ngươi. Không cần, Hạ Thiên cười hì hì nói. Thanh niên số 3 ngẩn người, hỏi, không cần cái gì? Ta nói con lợn béo đáng chết kia không cần cứu nữa, bởi vì hắn đã chết. Hạ Thiên đưa tay chỉ thanh niên số 3, còn có, bản thân ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi cùng con lợn béo kia thôi, cho nên không cần quay lại thu thập ai, ngươi có chừng 10 giây để tút tát lại nhan sắc. Chương 2382, ngoại gia cao thủ, ngươi còn dám uy hiếp ta? Thanh niên số 3 giận tím mặt. Quát lên giận dữ với Hạ Thiên, ta chính là chấp sự cao cấp trên đảo, có quyền đuổi các ngươi xuống đảo bất cứ lúc nào. Hạ Thiên có chút nhàm chán móc móc lỗ tai, còn 9 giây. Tiên sinh, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Thanh niên số 11 nhìn không được nhẹ giọng nhắc nhở Hạ Thiên một câu, chọc giận chấp sự cao cấp là một việc không khôn ngoan cho lắm, nếu thật sự kéo ra vệ đội, vậy thì phiền toái rồi. Muộn rồi, vệ đội đang trên đường tới. Thanh niên số 3 tức giận vô cùng, mang theo chút xíu cợt nói, vệ đội đều đang trên đường tới, số 11 à, nếu như ngươi có thời gian thì có thể phổ cập khoa học về phòng cách ly cho hai vị khách này, ha ha. A Cửu cực kỳ hiểu rõ tính nết của Hạ Thiên, lúc này liếc mắt nhìn hắn, có phải chàng dở trò gì với hắn hay không? Cửu nha đầu, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới tên sắp chết này. Hạ Thiên lười nói thêm gì nữa, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của A Cửu. Thở ơ lướt qua thanh niên số 3, đi về một phía khác. Dừng lại, ai cho phép các ngươi đi? Thanh niên số 3 tức giận đến mức sôi máu lên, vừa vặn lúc này, 6 nam nhân cường tráng mặc đồng phục màu đen bó sát người đồng thời chạy tới, thế là kêu ầm lên, vệ đội, ngăn hai người kia lại cho ta, bọn hắn là nhân vật nguy hiểm. 6 cảnh vệ áo đen nghe được tiếng la, quả nhiên đều bước đến gần đó,
đứng cách Hạ Thiên và A Cửu 3 mét. A Cửu đánh giá đám cảnh vệ này, phát hiện bọn họ thể hình sung mãn, huyệt thái dương gồ cao, có vẻ chính là ngoại gia cao thủ, hơn nữa còn được nghiêm chỉnh huấn luyện, đoán chừng là dong binh lính đánh thuê cao cấp thuê ở đâu đó. Hai người kia vừa rồi tập kích khách quý Đồng tiên sinh của ta, nhanh bắt bọn hắn lại, đưa đi phòng cách ly. Thanh niên số 3 dùng di động nghiệm chứng số hiệu với tiểu đội trưởng, sau đó chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, chậm rãi nói, Đồng tiên sinh vừa được đưa đi cấp cứu, không rõ sống chết. Tiểu đội trưởng của vệ đội chính là nam nhân đầu chọc tướng mạo hung hãn, nghe thấy số 3 nói vậy lập tức nhìn về phía Hạ Thiên và A Cửu, chứng thực nói, hai vị khách nhân, không biết chấp sự số 3 nói có phải không. Thanh niên số 11 vừa muốn mở miệng giải thích hộ Hạ Thiên và A Cửu hai câu, kết quả Hạ Thiên đoạt trước nói, vừa rồi đúng là ta đã đánh một con heo, ai bảo thằng đần kia dám trêu chọc vợ ta, chết cũng là đáng đời. Vậy là chấp sự số 3 nói đúng, đội trưởng đầu chọc mặt không thay đổi xác nhận nói. A Cửu thản nhiên nói, là thật, vậy ngươi tính bắt chúng ta như nào? Vậy được, hai vị mời đi theo ta một chuyến. Giọng nói của tiểu đội trưởng đầu chọc vẫn lạnh lùng như cũ, không nghe ra được cái gì. Thanh niên số 11 lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào, vội vàng lấy điện thoại ra, ấn mở app nói với tiểu đội trưởng, tân đội trưởng, kỳ thực hai vị khách này đã đăng ký xong rồi, người không thể mang bọn hắn đi. Tân đội trưởng liếc mắt nhìn tin tức trên app, lập tức hỏi, vậy hai vị là Hạ tiên sinh và Cửu tiểu thư. A Cửu có chút kinh ngạc. Sau khi lên đảo nàng và Hạ Thiên chưa từng tiết lộ danh tính, vậy mà tin tức đăng ký trên đảo này lại có tư liệu của bọn họ, xem ra tên trường sinh chủ kia đúng là không đơn giản. Mặc kệ bọn hắn là ai, tóm lại đả thương khách quý trên đảo chính là tội chết. Thanh niên số 3 chỉ sợ tân đội trưởng bị tác động, vội vàng nói, lúc bọn hắn đánh người vẫn chưa đăng ký thành công. Được, vậy mang người đi. Tân đội trưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ra lệnh. Thanh niên số 3 lập tức vui mừng nhướng mày, chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu nói, hừ, hai người các ngươi đến phòng cách ly, cảm nhận một chút sự kinh khủng của Tiêu Đảo nha. Hắn vừa nói vừa quay đầu trừng mắt thanh niên số 11, làm chấp sự cấp thấp trên đảo, người cũng có trách nhiệm, bản thân tự đi lãnh phạt đi. Vừa mới dứt lời, thanh niên số 3 phát hiện mình bị hai cảnh vệ nhấc lên, hai tay cũng bị bắt chéo sau lưng, lập tức ngơ ngác nói, tân đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Người bắt nhầm người rồi, đả thương người chính là đôi cẩu nam nữ này. Căn cứ theo quy định, thì lúc khách nhân mà mình mang theo gặp nguy hiểm, chấp sự nhất định phải chủ động chống cự. Khách nhân của ngươi chưa rõ sống chết, ngươi không đi cứu chữa, lại ở đây dây dưa với khách nhân khác, đây là cái sai thứ nhất. Tân đội trưởng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần tin tức của khách nhân có thể đăng ký thành công. Vậy đã chứng minh bọn họ là khách quý mà hội chủ chú ý, bất kỳ ai cũng không thể gây khó dễ, đây là cái sai thứ hai. Thanh niên số 3 nghe tân đội trưởng nói nháy mắt cả người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cuối cùng, cho dù là chấp sự cấp bậc gì, đều không được dụ dỗ khách nhân đi làm bất cứ chuyện gì, đây là cái sai thứ ba. Tân đội trưởng đếm ba ngón tay, lập tức nói, vậy nên từ giờ trở đi, tước đoạt chức vụ chấp sự cao cấp của ngươi, đưa vào phòng cách ly. Ta không phục, rõ ràng là đôi nam nữ này vi phạm quy định, người bắt ta làm gì? Chấp sự số 3 giãy giụa quát lên với nam nhân đầu chọc, tân đội trưởng, người đang lạm dụng chức quyền đó, ta muốn gặp hội chủ. Tân đội trưởng gõ thiết bị truyền tin trên lỗ tai mình, đây chính là quyết định của hội chủ. Thanh niên số 3 lập tức mặt xám như cho, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đôi nam nữ này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà có thể khiến hội chủ tự mình nhúng tay vào việc nhỏ như vậy. Chương 2383, Trường Sinh Chủ. Trận sóng gió nhỏ này rất nhanh liền lắng xuống, những người dừng lại trong đại sảnh không khỏi tò mò về thân phận của Hạ Thiên và A Cửu, thỉnh thoảng đánh giá bọn hắn một phen, thậm chí bảo chấp sự bên cạnh mình đi nghe ngóng thử xem. Hạ Thiên và A Cửu không hề bị ảnh hưởng, ngược lại chấp sự số 3 ở trong mắt bọn hắn đã sớm là người chết. Tên Trường Sinh Chủ kia ở đâu, nhanh dẫn chúng ta qua. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Nói với thanh niên số 11. Bây giờ thanh niên số 11 đã biết hai vị trước mắt này có thân phận khác thường, thái độ càng cung kính hơn, lúc 9 giờ tối sẽ có một buổi gặp mặt, đến lúc đó hội chủ sẽ đích thân xuất hiện. Trước lúc đó thì không có ai biết hội chủ ở chỗ nào. Lại phải đợi à, Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía A Cửu,
nếu không thì ta đi bắt con cá trạch kia ra. A Cửu lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, y y tỷ hẳn là cũng ở trên đảo, vẫn nên đợi nàng tới tìm chúng ta. Nếu như chàng làm loạn, khiến kế hoạch rối loạn, đừng trách nàng ghi hận chàng đó. Bỏ đi, vợ y y vốn là người hẹp hòi, nếu như lại ghi hận ta, vậy thì phiền toái lắm. Hạ Thiên lập tức từ bỏ ý nghĩ lúc trước, rồi không biết nghĩ tới điều gì, cười nói, nhưng rất nhanh là có thể gặp vợ y y rồi, cũng là chuyện rất tốt. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Ngậm miệng, chuyện đó không được. A Cửu không cần đoán cũng biết chơi ở trong miệng Hạ Thiên là chỉ cái gì, không khỏi mắng một tiếng. Hạ Thiên cười hì hì, hắn cảm thấy không có gì là không thể nào, chỉ cần hắn mặt dày là được, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Tuyệt đối không để cho chàng được như ý. A Cửu hận đến nghiến răng tên lưu manh này, trong lòng âm thầm thề thốt. Rất nhanh, hai người liền theo thanh niên số 11 đi tới chỗ ở của bọn hắn, cũng chính là gian phòng mà tên trường sinh chủ kia sắp xếp. Gian phòng rất lớn, tầm hơn 100 mét vuông, bày biện đầy đủ mọi thứ, có điểm giống như biệt thự nghỉ ngơi cao cấp. Sao ta cứ thấy là lạ thế nhỉ? Sau khi vào phòng, A Cửu không khỏi nhíu mày, bởi vì trong nội tâm nàng có một loại cảm giác khó chịu khi bị dòm ngó. Hạ Thiên hơi ngẩng đầu, tiếp đó không đếm xỉa mà nói, bởi vì trong phòng có giám sát, nên đương nhiên không đúng rồi. Ở đâu? A Cửu nghe vậy lập tức kiểm tra tình huống trong phòng, đáng tiếc cũng không phát hiện thiết bị theo dõi gì hết. Cửu nha đầu, nàng không cần tìm, sau khi ta vào phòng đã xử lý những thứ kia rồi. Hạ Thiên ôm A Cửu ngã xuống giường, cười hì hì nói, bên trong bên ngoài căn phòng ta đều đặt một kết giới nhỏ, chúng ta làm chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện. Chàng biến đi, A Cửu cảm giác một nơi trên cơ thể bị đánh lén, lập tức xấu hổ mắng. Hạ Thiên và A Cửu có lẽ không biết, kể từ khi bọn hắn lên đảo, liền đã bị một vài người theo dõi sát sao. Sau khi bọn hắn vào phòng, thì tất cả màn hình theo dõi nơi đó nháy mắt tối đen. Trong đó một lão giả áo bào trắng trông rất khỏe mạnh đang đứng, vẻ mặt tươi cười hỏi, nhìn hình ảnh vừa rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện lão giả tóc bạc là một cái bàn dài, hai bên đều ngồi kín bốn người nam nữ tuổi tác khác nhau. Trong đó một người là Ứng Hiểu Nguyệt vốn nên đi cùng Hạ Thiên, còn một người khác là nữ nhân trung niên tóc dài thùy mị trước đó từng chạm mặt Y Tiểu Âm. Trường sinh chủ, ngươi cho chúng ta xem cái này là có ý gì? Nói chuyện chính là một người ngoại quốc mặt râu quai nón, dáng vẻ giống truyền thưởng Barbossa trong Pirates of the Caribbean, cướp biển vùng Caribe, đến mấy phần, đôi nam nữ này ta không quen biết, dường như chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Một người khác là lão thái bà mắt tam giác, vẻ mặt sần sùi cười ha ha, Lý Bội La, ngươi vẫn nóng vội như vậy à, nếu có tính toán gì thì trường sinh chủ tự nhiên sẽ nói, không cần đến ngươi phải thúc giục đâu. Chín người chúng ta bao nhiêu năm mới có thể hội tụ một lần, tại sao không dứt khoát một chút, cứ phải lãng phí thời gian để giải đố thế nhỉ? Người nói chuyện chính là đại hán cao hơn 2 mét, âm thanh vang vọng giống như có hồi âm. Tiếp đó lại có người mở miệng, là một nam nhân thanh nhã mặc cổ trang, nữ nhân kia ta biết, nàng tên là A Cửu, là trợ thủ của Y Tiểu Âm, nhưng mà nghe nói gần đây đã rời khỏi Y Tiểu Âm. Còn về nam nhân kia thì ta không quen, cũng không hứng thú muốn biết. Chẳng lẽ trường sinh chủ coi trọng A Cửu ư, vậy thì ta có thể giúp một tay, nhưng đến lúc đó ngươi phải để cho ta hưởng dụng nữa. Bẩn thỉu. Nữ nhân tóc dài không khỏi xì mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khinh bỉ, Đoạn Nhất Lang, ngươi là sắc quỷ đầu thai sao, sống lâu như vậy mà trong đầu chỉ có loại chuyện này. Nam nhân thanh nhã kia không hề tức giận, ngả ngớn liếc nhìn nữ nhân tóc dài, trêu đùa nói, Mã Khởi Linh, kỳ thực tư sắc của ngươi cũng được đấy. Chỉ là không biết tại sao ngươi lại từ chối không dùng bồi nhan đan, nếu như ngươi có thể bảo dưỡng dung nhan lúc còn trẻ, đảm bảo nam nhân trên đời này đều muốn vì ngươi mà điên cuồng, ta cũng sẽ không nhịn được theo đuổi ngươi. Chương 2384. Một người khác cũng biết nghịch thiên bát châm. Nếu như là lúc lão nương còn trẻ, thì ngươi đã sớm bị ta thiến rồi. Nữ nhân tóc dài khinh thường mắng mỏ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng theo đuổi ta à? Được rồi. Vấn đề kiểu này bớt nói lại đi. Nếu không vào chủ đề chính, ta có thể đi về ngủ chưa? Ngồi ở bên trái hàng cuối cùng chính là một thiếu nữ diễm lệ, quần áo tương đối thiếu vải, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với người đối diện nàng,
hoặc là vị tiểu soái ca này có thể ngủ chung với ta không, nếu thế thì thật sự là việc vô cùng hưởng thụ. Ngồi đối diện nàng ta là một người trẻ tuổi đeo mặt nạ quỷ, trông thân hình có thể sánh ngang với tiểu thịt tươi, hắn thản nhiên nói, người ăn không tiêu đâu, vẫn nên đừng có ý nghĩ này. Ha ha ha, tiểu soái ca, người đúng là rất tự tin nha. Thiếu nữ Diễm Lệ không ngờ tới tiểu soái ca lại trả lời như vậy, không khỏi cười đến mức run cả người, vậy thì thử xem thôi, xem là sẽ mệt chết, hay là trâu cầy hỏng ruộng. Ứng Hiểu Nguyệt nghe thấy vậy, không khỏi hừ lạnh, tiêu Diễm Diễm, người đúng là lẳng lơ, làm loạn gần 30 năm, còn chưa đủ sao. Ứng đại tiểu thư đang ghen tị hả? Thiếu nữ Diễm Lệ cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên nói, sao ta nghe nói là trước đây không lâu ngươi đi câu dẫn nam nhân gọi là Hạ Thiên cơ mà, đáng tiếc bị người ta từ chối, hơn nữa đệ đệ cũng bị hắn giết chết. Ngươi nói cái gì? Ứng Hiểu Nguyệt bị thọt vào chỗ đau ở trước mặt người khác, lập tức vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào thiếu nữ nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi, thật sự chọc giận ta thì ngay cả Tiêu gia cũng không giữ được ngươi đâu. Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Diễm Diễm giật giật, cười duyên nói, vậy ngươi tới giết ta đi nào. Lại ồn ào hết cả lên, nữ nhân tóc dài thở dài, nói với Trường Sinh chủ, nếu vẫn không vào chủ đề chính, thì những người này liền đánh nhau mất. Cộp, cộp, lão giả tóc bạc quả nhiên gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, mọi người chớ ầm ĩ, ta có lời muốn nói. Không thể không nói tên Trường Sinh chủ này vẫn còn có chút mặt mũi, những người khác trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn về phía hắn. Sở dĩ ta chiếu hình ảnh của đôi nam nữ này. Kỳ thực chính là muốn nói cho các ngươi biết. Lão giả tóc bạc từ đầu đến cuối nở nụ cười như có như không, vừa có vẻ hơi cao thâm khó dò, lại khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi, hai người này chính là mục tiêu cuối cùng của Trường Sinh hội. Lão thái bà khuôn mặt sần sùi nhìn không được mà hỏi, trên người bọn họ chẳng lẽ có thứ gì đáng giá khiến chúng ta để ý? Những người khác rõ ràng cũng muốn hỏi vấn đề này. Đương nhiên là có. Lão giả tóc bạc quét mắt nhìn đám người. Thản nhiên nói, nam nhân kia là Hạ Thiên, là ông chủ chân chính của tập đoàn Thần Y, cũng là đoàn trưởng của tổ chức sát thủ mạnh nhất ám ảnh đoàn, còn là hắn liên tiếp thông báo chuỗi thân phận của Hạ Thiên, mỗi một thân phận đều là việc tuyệt mật với người bình thường, hơn nữa hẳn là đã sớm bị bé ngoan xóa bỏ mới đúng. Những thân phận này đúng là rất lợi hại, nhưng đâu có liên quan đến Trường Sinh hội. Nam nhân là Đoạn Nhất Lang nhìn không được nói trắng ra là một kẻ có tiền ưa thích giả nghèo mà thôi. Loại vung tiền như rác này Trường Sinh chúng ta đâu có thiếu, bất cứ lúc nào cũng có thể giết rồi thay đổi mà. Đoạn tiên sinh, người nghĩ sai rồi. Ứng Hiểu Nguyệt nhìn không được nói, Hạ Thiên cũng không phải người đơn giản như vậy, tất cả kẻ từng xem thường hắn cuối cùng đều chết trên tay hắn, người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người ngoại quốc Lý Bội La có chút khó chịu nói, ám ảnh đoàn của tên này nhiều lần đoạt mối làm ăn của vạn xà chúng ta. Nếu như Trường Sinh chủ muốn giết hắn, thì có thể giao cho ta xử lý. Có giết hay không, sau này hắn nói. Lão giả tóc bạc thản nhiên nói, ta muốn bán đấu giá chính là nghịch thiên bát châm trên người nam nhân đó, châm pháp này có thể làm cho người ta trường sinh bất tử, ta và Tiêu lão môn chủ đã thể với nhau, bằng lòng trả bất kỳ giá nào. Tiêu lão môn chủ trong miệng lão giả tóc bạc, chính là lão môn chủ của Âm Y môn. 12 năm trước, vào lúc thế lực của Âm Y môn được Hạ Thiên loại bỏ, người này quyết định thật nhanh chuyển chức môn chủ cho Y Tiểu Âm, vừa thoát khỏi nguy hiểm liền chuyển phần lớn thế lực của Âm Y môn xuống thế giới ngầm, toàn vẹn bảo tồn. Nghịch thiên bát châm. Trong phòng họp, trên mặt mấy người kia lộ ra thần sắc khác thường, có mấy người thậm chí sợ hãi nói, môn châm pháp này thật sự tồn tại. Đúng vậy, thật sự tồn tại. Lão giả tóc bạc vô cùng khẳng định nói, bằng không thì các ngươi cho rằng 12 năm trước Hạ Thiên dựa vào cái gì để tung hoành thiên hạ. Dựa vào tuổi tác của hắn, người bình thường đoán chừng suốt đời ngay cả luyện khí tầng 3 cũng không tới được, nhưng mà hiện tại tu vi của hắn ít nhất là kim đan kỳ. Kẻ này sao lại kinh khủng như vậy? Lão thái bà ra mặt sần sùi kinh ngạc đến mức văng cả răng giả. Ta vẫn cảm thấy là trò đùa cả thôi. Nam nhân 2 mét kia vô cùng khinh thường. Nếu như tu tiên đơn giản như vậy, chỉ cần luyện châm pháp liền có thể, vậy thì đám tiền bối kia cần gì phải tu hành gian khổ như thế? Tiêu Diễm Diễm cũng nói, ta cũng cảm thấy chỉ là truyền thuyết, nghịch thiên bát châm vốn không hề tồn tại. Tiểu tử này nói không chừng còn có cơ duyên gì khác, giống như tiêu lão môn chủ gặp được âm hậu ấy. Không, nó thực sự tồn tại. Nghịch thiên bát châm, nhất châm sinh,
nhị châm tử, tam châm thịt cốt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm có thể nghịch thiên. Vẻ mặt lão giả tóc bạc hiện lên thần sắc hồi tưởng, bởi vì lão ân sư của ta cũng biết nghịch thiên bát châm. Chương 2385, tiêu thập nhất. Lần tắm rửa này kéo dài từ sáng đến chiều, tắm đến mức có thể nói là niềm vui tràn trề, cả hai bên đều rất hài lòng. A Cửu thật sự muốn một phát ép khô cái đồ lưu manh đáng chết kia, miễn cho hắn ngày ngày muốn làm loại chuyện này. Đáng tiếc, kết quả của nhiều lần thực chiến cho thấy, Hạ Thiên chính là một con trâu mãi mãi không biết mệt, cuối cùng vẫn là nàng cầu xin tha thứ. Hết cách rồi, A Cửu không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu đói bụng để chấm dứt chiến đấu. Cửu nha đầu, kỳ thực chúng ta không cần ăn cơm cũng có thể làm. Hạ Thiên ôm thân thể mềm mại của A Cửu, chưa thỏa mãn nói. A Cửu cười tươi rói liếc mắt, tức giận nói, chàng không ăn thì thôi, chứ ta muốn ăn. Vậy thì ăn, Hạ Thiên cười hì hì, nói thế nào cũng là tiêu hao một chút thể lực, vừa vặn bổ sung rồi chờ đến buổi tối. Chàng im ngay, A Cửu hung tợn trừng mắt với Hạ Thiên, chàng khỏi nghĩ nữa, buổi tối không được, ngày mai cũng không, ngày kia cũng dẹp, tóm lại là không được sự đồng ý của ta, thì không cho phép chàng đụng đến ta. Hạ Thiên hơi bĩu môi. Có chút mất hứng nói, cửu nha đầu, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, rõ ràng nàng cũng rất thoải mái mà. Chàng còn nói nữa, có tin ta cầm dĩa xiên cho chàng một phát không? A Cửu tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nhanh chóng mặc xong quần áo, mau lên, chúng ta đi ăn cơm nào, buổi tối còn phải làm quen với tên trường sinh chủ kia, đoán chừng sẽ xảy ra xung đột, chúng ta cũng không thể lơ đánh. Cửu nha đầu, nàng không cần khẩn trương. Hạ Thiên lười biếng nói, tên trường sinh chủ kia làm nhiều trò như vậy, khiến sự việc trở nên phức tạp, vừa vặn chứng minh thực lực của hắn cũng chẳng ra làm sao. Cao thủ chân chính, cho tới bây giờ đều là trực tiếp động thủ, một chiêu phân rõ thắng bại. A Cửu đối với mấy cái lý luận của Hạ Thiên đã nghe chán rồi, đây chỉ là ý nghĩ của chàng, không hề đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy. Nếu như việc này thật sự như vậy đơn giản, thì sao Y Y tỷ sẽ lên kế hoạch nhiều năm như thế? Thế nên mới nói vợ Y Y nghếch ngốc đó. Mặc dù Hạ Thiên thích Y Tiểu Âm, nhưng đối với cách thức xử lý mọi chuyện của nàng ấy thì vẫn có chút hạn hán lời, cần gì phải làm mọi chuyện rối lên như thế, phải ta thì sẽ trực tiếp loại bỏ tên trường sinh chủ gì gì đó, sau đó là âm hậu gì gì ấy, thế là giải quyết xong cả rồi. Giải quyết cái đầu chàng. A Cửu cảm thấy tên lưu manh chết bầm này tại sao mười mấy năm rồi mà vẫn không có nửa điểm tiến bộ, đầu óc còn như đứa trẻ. Cả ngày suy nghĩ xử lý cái này, xử lý cái kia, sau lưng trường sinh chủ liên lụy đến âm y lão môn chủ, thế lực mà hắn che giấu đã rất khó giải quyết rồi, nếu tùy tiện giết người thì chẳng khác nào khuấy nước thêm đục, đến cuối cùng còn không phải để Y Y tỷ đến thu dọn à, lẽ nào chàng hy vọng sức lực cả đời Y Y tỷ đều đặt trên loại chuyện hư hỏng này. Huống chi tình huống của âm hậu còn phức tạp hơn gấp trăm lần, chỉ giết người thì không thể giải quyết vấn đề. Vợ Y Y đúng là tự tìm phiền phức. Nhưng mà không sao, ai bảo nàng là vợ của ta chứ? Hạ Thiên vẫn biểu thị không quan tâm chuyện này, nhưng từ trước đến nay hắn không ép buộc các bà vợ làm việc theo tam quan của hắn, nếu nàng muốn làm như vậy, vậy ta đành theo ý nguyện của nàng thôi, chỉ cần nàng vui là được. A Cửu ý vị thâm trường lườm Hạ Thiên một cái, không nói gì nữa. Ước chừng tầm 10 phút sau, Hạ Thiên và A Cửu ăn mặc chỉnh tề ra cửa, không bao lâu liền trông thấy chấp sự số 11 đi tới trước mặt bọn hắn. Hạ tiên sinh, cửu tiểu thư, các ngươi cần phục vụ gì sao? Chấp sự số 11 lúc này đã đổi trang phục, trông có vẻ cao cấp hơn trước rất nhiều, ta là chấp sự chuyên trách của các ngươi, có thể xử lý mọi chuyện rườm rà trên đảo cho các ngươi. Ngươi lên chức hả? A Cửu tùy ý liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Chấp sự số 11 cười gật đầu, nhờ có may mắn của hai vị mà ta vừa thăng cấp làm chấp sự cấp cao. Vậy xưng hô thế nào? A Cửu luôn duy trì lễ phép căn bản, cũng không tỏ vẻ hơn người, cũng không thể gọi ngươi là số 11, thật sự không được tự nhiên cho lắm. Kỳ thực hai vị gọi ta thế nào cũng được. Chấp sự số 11 nghiêm túc đứng thẳng, từ khi chúng ta lên đảo thì mọi tin tức đều bị tiêu hủy, hơn nữa ta đã sớm quên tên của mình rồi. A Cửu đột nhiên cảm giác được người này cũng rất đáng thương, vì công việc mà bán rẻ quá khứ của mình, thật sự là không đáng. Ở đây chúng ta đều theo họ của hội chủ, chấp sự số 11 đã quen quan sát nét mặt, phát hiện thần sắc A Cửu có chút không đúng, lập tức nói các ngươi có thể gọi ta tiêu thập nhất.
Đừng nói ngươi tên là Tiêu Thập Nhất đó, A Cửu có chút ngắc ngứ hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải, chấp sự số 11 lắc đầu lia lịa. Vậy kêu Tiêu Thập Nhất đi, A Cửu vô ý thức gật đầu, lại hỏi, chúng ta hơi đói bụng, người dẫn chúng ta đi phòng ăn xem thử đi. Không biết hai vị muốn ăn đồ Tây, hay là đồ Trung? Chấp sự số 11 khom người trả lời, phòng ăn Tây ở động thứ 27, phòng ăn Trung ở động 36. Hiện tại phòng ăn Tây có vẻ hơi đông người, ta đề nghị nên đi phòng ăn Trung, nơi này tương đối ít người, hơn nữa nghe nói có một vị đầu bếp đời sau mới tới, làm đồ ăn rất ngon. Chương 2386, đoạn Nhất Lang. A Cửu có chút tò mò hỏi, nếu ăn rất ngon, vậy thì tại sao lại ít người? Cửu nha đầu, việc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ có hai nguyên nhân. Hạ Thiên bỗng nhiên xen vào nói, hoặc là quá đắt không có người ăn nổi, hoặc là quá rẻ không đặc sắc. Đúng là đồ bỏ đi. A Cửu không khỏi trợn trắng mắt, cái này còn cần ngươi nói à? Chấp sự số 11 cung kính trả lời, kỳ thực đúng là như thế, vị đầu bếp đời sau kia định giá tùy tâm sở dục, hơn nữa còn là sau khi ăn xong mới định giá, có đôi khi sẽ xuất hiện trường hợp khách nhân chỉ ăn một cọng rau xanh nhưng lại phải thanh toán hơn 1 triệu, đương nhiên cũng có trường hợp khách nhân ăn mãn hán toàn tịch lại chỉ cần thanh toán 1 đồng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có số tiền đó, hay là có vận may không đó? A Cửu hờ hững liếc nhìn chấp sự số 11, rõ ràng nàng đang hoài nghi ý đồ của người này. Việc này hẳn là không phải chuyện ta có thể đoán được. Chấp sự số 11 vẻ mặt thành thật trả lời, ta là chấp sự của hai vị, tất cả mọi chuyện đều cân nhắc vì hai vị, mọi chuyện đều chỉ đưa ra đề nghị, quyết định như nào vẫn là do hai vị. Không cần nghĩ nữa, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, Cửu nha đầu, chúng ta liền ăn đồ chung đi. Tất nhiên nếu Hạ Thiên đã quyết định, thì A Cửu cũng không có lý do gì để phản đối, thế là dưới sự dẫn dắt của chấp sự 11, hai người đi vào thang máy. A Cửu vừa mới đi vào, cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đây là thang máy sao? Đúng vậy, đây là thang máy chuyên dụng của Tiêu Đảo. Thanh niên số 11 gật đầu, sau đó nói tiếp, có thể đi đến bất cứ chỗ nào trên đảo, hơn nữa thời gian tốn không quá 3 giây. A Cửu trong lòng cảm thán không thôi. Không thể không nói, Tiêu Đảo này đúng là vô cùng xa hoa, rõ ràng là một hải đảo ngăn cách với đời, hết lần này tới lần khác cảm giác khoa học kỹ thuật trên đảo vô cùng tiên tiến, chẳng những có đủ sản phẩm khoa học kỹ thuật thông thường, thậm chí còn có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao mới nhất mà ngoại giới không có, đúng là khiến người ta không thể không sợ hãi thán phục. Thang máy tựa như viên ngọc này sau khi được thanh niên số 11 nhập vào mật mã của động 36, lập tức phát sáng lên, vô số ánh sáng chuyển động cả bên trong lẫn ngoài viên ngọc, quả nhiên không đến 3 giây liền dừng lại. Cửa thang máy vừa mở ra, một phòng ăn được trang trí có chút thanh lịch liền xuất hiện trước mắt 3 người. Đây chính là Tố Ý Hiên. Chấp sự số 11 nhẹ giọng giới thiệu cho Hạ Thiên và A Cửu, nó chia làm 3 tầng, tầng thấp nhất là khu dùng cơm phổ thông, đồ ăn đều là miễn phí. Tầng 2 là khu dùng cơm cao cấp, giá cả đều cố định, nhìn qua có vẻ rất đắt, nhưng đối với người có thể lên đảo mà nói, thì cũng chẳng là cái gì. Tiếp đó hắn chỉ đỉnh đầu, chỉ có tầng 3, nơi đó xem như ngự thiện phòng. Giá cả do vị đầu bếp kia định giá, hơn nữa một ngày nàng chỉ làm 9 món, làm xong liền ngừng, dù cho hội chủ tới cũng sẽ không mở nữa. Vậy không cần lãng phí thời gian, trực tiếp lên tầng 3. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ chả quan tâm cái gì, thuận miệng nói. A Cửu cũng muốn đi xem một chút, cái gọi là đầu bếp đời sau rốt cuộc có thể làm ra món gì. Thế là chấp sự số 11 dẫn theo Hạ Thiên và A Cửu ra thang máy, lướt qua tầng 1 tầng 2 lẻ tẻ thực khách, trực tiếp lên tầng 3. Lúc này, tầng 3 đã có mấy người, nhìn hẳn là cùng một bọn, kẻ cầm đầu là một nam nhân thanh nhã mặc cổ trang, chính là Đoạn Nhất Lang trước đó từng xuất hiện ở phòng họp. Hạ Thiên, A Cửu, các ngươi thật là chậm, Đoạn Mỗ ở đây đợi đã lâu. Đoạn Nhất Lang nhìn thấy Hạ Thiên và A Cửu lập tức đứng lên, khuôn mặt tươi cười chào đón. Thằng đần này là ai vậy, Cửu nha đầu, nàng quen không? Hạ Thiên trước giờ đều không để ý mặt mũi người khác, huống chi người này đúng là chưa từng gặp qua, đành phải quay đầu hỏi A Cửu. A Cửu nhìn người trước mắt này, cảm giác có chút quen quen, nhưng cũng không ấn tượng gì, thản nhiên nói, không quen. Cửu cô nương, người nói như vậy đúng là khiến Đoạn Mỗ đau lòng chết được. Đoạn Nhất Lang che tim,
ra vẻ thương tâm nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn coi ngươi và Y tiểu thư làm thần tượng trong lòng, còn từng theo đuổi ngươi, đáng tiếc ngươi chỉ gặp ta một lần liền từ chối. Vẫn là không biết, A Cửu vẫn không có ấn tượng gì, những năm này người theo đuổi nàng mặc dù không nhiều bằng Y tiểu âm, nhưng cũng coi như là đông nghìn nghịt, nàng hoàn toàn không hề hứng thú đi ghi nhớ tướng mạo, tên gọi của những người này. Được, vậy tại hạ đành phải giới thiệu một chút. Đoạn Nhất Lang cũng không xấu hổ mà cười, chỉ mình nói, tại hạ là Đoạn Nhất Lang, hiện tại là ông chủ của tập đoàn Thần Dược, cũng là phó hội trưởng của Thiên Hạ Danh Y Hội, tòa tiêu đảo này cũng có cổ phần của Đoạn Mỗ, cũng coi như là chủ nhân trên đảo. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, thì ra thằng đần nhà ngươi chính là ông chủ của công ty lừa đảo kia, vậy hôm nay ngươi đến tìm đánh, hay là tìm chết? Hạ Thiên, ngươi không cần phải gấp gáp. Bây giờ đến lúc 9 giờ vẫn còn sớm, việc chém nhau thì đợi đến lúc đó hắn giải quyết, bây giờ vẫn nên ngồi xuống tâm sự nha. Đoạn Nhất Lang mỉm cười với Hạ Thiên, nhìn ra được hắn tuyệt đối quen biết Hạ Thiên, trước đó ở phòng họp nói không biết, hoàn toàn là đang nói láo. Ta không có hứng thú tám nhảm với đồ đần, Hạ Thiên nhếch miệng nói. Chương 2387, ghen ăn tức ở. Đoạn Nhất Lang cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, ha ha. Hạ tiên sinh nói chuyện khó nghe quả nhiên giống trong tin đồn. Ta chỉ nói lời thật lòng, nếu ngươi cảm thấy khó nghe, thì chính là do ta nói đúng. Hạ Thiên lười biếng đáp trả một câu. Không cần nói nhảm với hắn, chúng ta tới đây ăn cơm mà. Lần này A Cửu vô cùng đồng ý với Hạ Thiên, người trước mắt này xem ra cũng không phải là kẻ hiền lành gì, nàng không sợ hắn có âm mưu quỷ kế, chỉ là không muốn lãng phí thời gian với hắn, làm hỏng tâm trạng bản thân. Đoạn Nhất Lang chậm rãi ngồi xuống, phía sau hắn có hai người, một người là chấp sự của hắn trên đảo, một người là mỹ nữ trẻ tuổi. Ngược lại ta cảm thấy hai vị có lẽ rất sẵn lòng tâm sự với ta đấy. Đoạn Nhất Lang kéo mỹ nữ trẻ tuổi kia vào trong ngực, vừa cười vừa nói, trong tay của ta có một vài tin tức liên quan đến Y tiểu âm, chẳng lẽ hai vị không có hứng thú sao? A Cửu nghe vậy, không khỏi nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì cả. Đoạn Nhất Lang chỉ vị trí đối diện hắn, hai vị không ngại thì ngồi xuống trước đi, chúng ta đến chơi một trò, chỉ cần các ngươi thắng, ta sẽ nói cho các ngươi biết một vài tin tức của Y tiểu âm, thế nào? A Cửu đối với loại trò vớ vẩn này vô cùng coi thường, chỉ sợ đằng sau còn có một câu, nếu như chúng ta thua thì phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đúng không? Ồ, không cần. Đoạn Nhất Lang dương mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chỉ là muốn thử xem rốt cuộc khí vận của Hạ Thiên có phải nghịch thiên giống như trong truyền thuyết hay không. Vận khí của ta nghịch thiên hay không, cái này cũng khó mà nói rõ. Hạ Thiên thản nhiên nói, nhưng mà vận khí của đồ đần ngươi chắc chắn chẳng ra làm sao. Đoạn Nhất Lang không ừ hử gì, vẫn mỉm cười như cũ, chưa chắc đâu, Đoạn Mỗ từ khi sinh vẫn luôn có khí vận bên người, rực rỡ tăng cao, thông suốt vô hạn. Cho nên ta rất muốn đánh cược với ngươi một phen. Rốt cuộc là vận khí của ai nhiều hơn? Không cần đánh cược, đồ đần nhà ngươi chắc chắn sẽ thua. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, thì ta cũng không có ý kiến. A Cửu liếc nhìn Hạ Thiên, nhẹ giọng nhắc nhở, hắn nói những thứ này chính là muốn để chàng mắc câu, vậy mà chàng cũng tin. Cửu nha đầu à, sao cũng được. Hạ Thiên vẫn luôn là dáng vẻ chẳng sao cả, vừa vặn cũng đang nhàm chán. Có thể chơi thử giết thời gian. Tất nhiên Hạ Thiên đã nói như vậy, thì A Cửu cũng không phản đối nữa, coi như là điều hòa trước khi ăn cơm. Quá tốt rồi, hai vị mời ngồi. Vẻ mặt Đoạn Nhất Lang bỗng nhiên kích động, tự mình kéo ghế cho Hạ Thiên và A Cửu, sau đó nói, vốn trước khi bắt đầu trường sinh hội ở đây kỳ thực cũng tương đối nhàm chán, nói nó là động tiêu tiền, kỳ thực đã đến đẳng cấp như chúng ta, thì việc khiến chúng ta hứng thú cũng chẳng có bao nhiêu. Hạ Thiên khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm, nói thẳng ra đánh cược gì, đánh cược xong ta và Cửu nha đầu còn muốn ăn cơm. Cũng đúng. Đoạn Nhất Lang vẫn còn có chút hưng phấn không rõ, xoa xoa bàn tay, cười nói, thật ra cái gì cũng có thể đánh cược, hôm nay chúng ta sẽ cược bữa cơm tối nay. A Cửu hỏi, người có ý gì? Đầu bếp mà Tố Ý Hiên mới mời tới đã 80 tuổi, nghe nói tổ tiên mấy đời đều là ngự chủ trong cung. Thức ăn chay dược thiện có thể xưng nhất tuyệt. Đoạn Nhất Lang đưa tay chỉ vào vị trí phòng bếp, vị đại sư kia ở trên đảo mỗi ngày chỉ làm 9 món, giá cả tùy tiện định ra, có 1 đồng, 10 đồng, 100 đồng,
rồi đến 1 triệu. Sau đó hắn thu tay về, dùng ngón tay đầu gõ gõ bàn ăn, ta vừa mới đặt toàn bộ 9 món, ba người chúng ta mỗi người 3 món, món 1 triệu kia là của ai thì người đó thắng. Chỉ đơn giản như vậy. A Cửu không khỏi sững sờ, đây mà là đánh cược cái gì, có phần như trò đùa ấy. Đoạn Nhất Lang vừa cười vừa nói, vốn chỉ để điều hòa mà thôi, đương nhiên, nếu như Cửu cô nương ngại không đủ kích thích, thì chúng ta có thể thêm chút thẻ đánh bạc. Quả nhiên đôi cáo lộ ra rồi, A Cửu lườm Đoạn Nhất Lang một cái, thản nhiên nói, người muốn thêm thẻ đánh bạc làm gì? Chuyện này phải xem Hạ tiên sinh có dám thêm hay không? Đoạn Nhất Lang lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, có chút khiêu khích nói, nếu như dám thì của ta tuyệt đối cao đến mức khiến hai người hài lòng. Ta biết thằng đần ngươi đang suy nghĩ cái gì, trước giờ ta sẽ không bao giờ coi nữ nhân của ta như thẻ đánh bạc. Hạ Thiên có chút mất hứng chừng mắt với người này, hơn nữa ta cũng trịnh trọng cảnh cáo ngươi, tất cả người đánh chủ ý lên vợ ta, kết cục đều chết vô cùng thảm thiết, không tin ngươi có thể thử xem. Ha ha ha, Đoạn Nhất Lang cười khẽ vài tiếng, vì hóa giải sự lúng túng mà không khỏi đề ra chiến thuật phía sau, nói tiếp, Hạ Thiên, nữ nhân của ngươi cũng không ít. Nhường đi một hai người thì có làm sao đâu, huống chi, ta cũng không trắng trợn chiếm hời của ngươi, 100 triệu trong vòng, tùy ngươi ra giá. Hạ Thiên vẻ mặt thành thật nói, cho nên nói, ngươi chọn cái chết, đúng không? Ai chết còn chưa chắc đâu. Đoạn Nhất Lang không khỏi đối chọi gay gắt, tiểu tử ngươi trông có vẻ chả có cái gì ghê gớm, dựa vào cái gì mà bá chiếm nhiều nữ nhân cực phẩm như vậy. Đoạn Nhất Lang ta chẳng những thiên sinh lệ chất, mà còn kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ đã có tài sản lên đến mấy trăm triệu, vậy mà Y Tiểu Âm còn có A Cửu cứ chướng mắt ta, ngược lại thích loại phế vật như ngươi, mối nhục này ta thật sự không chịu nổi. Chương 2388, tự rước nhục vào mình. Tài sản mấy trăm triệu. Trong lòng A Cửu chỉ có thể cười ha ha, cái gì cũng không cần nói. Ngươi muốn biết tại sao vợ Y Y và Cửu Nha đầu thích ta sao? Hạ Thiên bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Ta muốn biết. Ta rất muốn biết, vô cùng muốn biết. Đoạn Nhất Lang trừng mắt nhìn Hạ Thiên, gần như dằn từng chữ mà nói, rốt cuộc ngươi có mị lực gì, hoặc có lẽ là ma lực, hay thuần túy là có vận khí nghịch thiên, cho nên mới có được các nàng. Nguyên nhân cũng không hề phức tạp. Hạ Thiên cười hì hì nói, bởi vì ta là thiên hạ đệ nhất soái ca, mà ngươi là một thằng hề. Nụ cười trên mặt Đoạn Nhất Lang trong nháy mắt đông cứng lại, ánh mắt cũng dần dần lộ ra màu sắc vốn có. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Thiên tầm mười mấy giây, lạnh giọng nói, Hạ Thiên, có phải ngươi cảm thấy chuyện cười này rất buồn cười? Đây không phải chuyện cười, mà là sự thật. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu như ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không chấp nhận nổi, vậy thì ngươi vẫn nên chết sớm một chút đi, miễn cho ở lại còn bắt ta động thủ. Đoạn Nhất Lang im lặng nở nụ cười, nửa phút đi qua mới thu lại cảm xúc, rất tốt, Hạ Thiên, ngươi quả nhiên rất có cá tính. Ta càng ngày càng thấy hứng thú với ngươi rồi đấy. Ngại quá, ngươi chả có tí cá tính nào mà dáng vẻ cũng rất xấu nha. Hạ Thiên trực tiếp trả lời, hơn nữa ta cũng không hứng thú với nam nhân, cũng không thích có nam nhân cảm thấy hứng thú với ta. A Cửu thản nhiên nói, ta cảm thấy vẫn nên bớt nói chuyện lại, các ngươi trực tiếp đánh một trận đi. Cửu nha đầu, cách này của nàng đúng là rất hay. Hạ Thiên cười hì hì, đưa tay ôm lấy vòng eo con kiến của A Cửu. Đồ đần này chính là muốn ăn đòn, vừa già vừa xấu thì không nói, lại còn dám đánh chủ ý lên nàng và vợ Y Y. Được, không nhắc đến vụ thêm thẻ đánh bạc nữa. Đoạn Nhất Lang cười nói, món ăn sắp lên rồi, trước hết chúng ta thử xem vận khí của bản thân thế nào. Đúng lúc này, có một tiểu cô nương đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng khay, phía trên đặt món vừa nấu xong, đi đến trước bàn ăn rồi chậm rãi đặt xuống trước mặt mấy người, đây là rau xào cải thảo. Các vị xin dùng tự nhiên. A Cửu liếc mắt nhìn, vẫn là cải thảo bình thường, trông cũng chẳng đặc biệt gì cả, tương đối thanh đạm. Chỉ chốc lát sau, 8 món ăn còn lại cũng dần dần được mang lên, đều là đồ ăn thường ngày vô cùng bình thường, ví dụ như đậu hũ chiên, xà lách áp chảo vân vân, chả có tí liên quan gì đến hai chữ ngự thiện, A Cửu cũng không tin trước kia hoàng đế chỉ ăn những thứ này. Ai chọn trước? Đoạn Nhất Lang cười hỏi. Hạ Thiên thuận miệng nói, tùy ý đi. Vậy ta chọn trước, Đoạn Nhất Lang đưa tay về phía trước kéo 3 món ăn về phía mình, 6 món còn lại đều là của các ngươi. A Cửu thản nhiên nói, ngươi thật đúng là rộng rãi, chúng ta 6 món, ngươi 3 món, thật sự không sợ thua sao?
Không sợ, Đoạn Nhất Lang cười ha ha nói, cái gì gọi là vận khí? Lấy nhiều thắng ít thì coi như là vận khí sao? Không, đó không phải là. Vận khí chân chính là cho dù ta chỉ chọn một món, thì cũng có thể bách phát bách trúng. Ngươi không trúng được đâu. Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng, chỉ vào thức ăn trên bàn nói, mặc kệ ngươi chọn món nào đều không thắng được ta. Tự tin vậy cơ à? Đoạn Nhất Lang cười càng vui vẻ hơn, dưới khay ghi giá tiền, muốn coi thử không? Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ trong lòng đã có dự tính, không cần xem, ngươi thua. Không, nhất định phải xem. Đoạn Nhất Lang cũng không phí lời nữa, đột nhiên lật khay đựng rau xào cải thảo lên, đĩa úp lên mặt bàn, quỷ dị chính là thức ăn và nước canh trong khay vậy mà không bị bắn ra, giống như là có bàn tay vô hình đang nâng bọn chúng, lại giống như trọng lực không có tác dụng với nó. Dưới đáy đĩa cũng lộ ra một chuỗi con số rõ ràng, chính là 1 triệu. Xem ra là ta thắng. Đoạn Nhất Lang lộ ra nụ cười thản nhiên, lật lại khay về, nhẹ nhàng để trên bàn, rau trên khay không hề bị gì, giống như chưa từng bị tác động đến. A Cửu cảm giác người trước mặt đúng là không tầm thường, thủ pháp này nhìn như nhẹ nhàng nhưng thật ra không hề đơn giản, muốn để rau và nước canh không bị bắn ra thì dùng linh khí cố định là có thể làm được. Nhưng muốn lật trở lại thì rau chắc chắn không được như ban đầu. Tên Đoạn Nhất Lang này, dường như có một loại năng lượng đặc thù có thể điều khiển trọng lượng. Ta nói rồi, thằng đần ngươi đã thua. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ không thèm đếm xỉa, ngón tay nhẹ nhàng lật hết tất cả món ăn còn lại. 2 món khác của Đoạn Nhất Lang đều là số 0, mà 6 món của Hạ Thiên đều là 100 triệu. Đổi con số mà thôi, có gì khó đâu. Hạ Thiên vô cùng khinh thường liếc nhìn Đoạn Nhất Lang, còn có, đừng lôi kéo vận khí gì đó, ngay cả năng lực cũng không phải của mình, đừng nên làm xấu mặt người khác. Mặt Đoạn Nhất Lang bỗng dưng biến sắc, hắn vốn muốn mượn trò vặt vãnh này trêu đùa Hạ Thiên một phen, không ngờ lại tự rước nhục vào mình. Chương 2389, ta đếm đến 3. Vừa rồi lúc ta nhắc đến tài sản của ta có mấy trăm triệu, hình như Cửu tiểu thư có chút khinh thường nhỉ. Đoạn Nhất Lang trầm mặc vài giây, bỗng nhiên chuyển chủ đề, là xem thường con số này, hay là cảm thấy ta đang bốc phét. A Cửu không quá muốn để ý người này, thản nhiên nói, là không tin ngươi. Đúng là đủ trực tiếp, Đoạn Nhất Lang nở nụ cười, nhưng ta vẫn muốn giảng thích một chút, ta không hề khoác lác, thậm chí còn duy trì số lẻ trên con số đó. Phải không? A Cửu mặt không đổi sắc. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, vậy chúc mừng ngươi có thể tiến vào bảng xếp hạng Forbes. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với A Cửu, mặc dù cái bảng xếp hạng gì đó rất vớ vẩn, nhưng đồ đần này đúng là không vào được. Thật khiến ta thất vọng. Đoạn Nhất Lang thở dài, có chút cảm khái nói, vốn cho rằng hai vị có chút kiến thức, dù sao các ngươi đều là tu tiên giả, khác với những tên phàm phu tục tử kia, ai ngờ ánh mắt cũng thiển cận như thế. A Cửu có chút không vui nói, ánh mắt thiển cận hay không, thì liên quan gì đến ngươi? Vẫn liên quan đến ta mà. Địa cầu lớn như thế, tu tiên giả cũng nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng nảy sinh chút quan hệ. Đoạn Nhất Lang giống như hoàn toàn quên đi chuyện vừa mới xảy ra, khôi phục thần thái, các ngươi lên đảo chắc là đến tham gia trường sinh hội, đúng không? Thì sao? A Cửu từ chối cho ý kiến. Đoạn Nhất Lang cười. Có chút ngạo mạn mà chỉ chính mình, quan hệ ngay ở chỗ này, ta chính là một trong 9 vị trưởng lão thường trực ở trường sinh hội. Sau khi các ngươi lên đảo, mọi thứ từ nói chuyện đến hành động, đều nằm trong sự theo dõi của chúng ta, đồng thời ta cũng có tư cách đề cử các ngươi trở thành hội viên cao cấp của trường sinh hội. Ngại quá, ta và Cửu nha đầu không hứng thú với trường sinh hội các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ngắt lời Đoạn Nhất Lang. Có chút khó chịu nói, các ngươi cũng không có tư cách đàm phán bất kể cái gì với ta và Cửu nha đầu. Hạ Thiên, có tự tin là chuyện tốt, nhất là sau khi trở thành tu tiên giả, cảm thấy mình hơn người khác một bậc, cũng không phải chuyện gì sai, dù sao đây là sự thật. Nụ cười trên mặt Đoạn Nhất Lang rực rỡ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên nhiều thêm một tia cảnh cáo, nhưng mà người trước mặt ngươi cũng là tu tiên giả, còn là kẻ tiền bối như ta, thì chút tự tôn ấy của ngươi liền có vẻ hơi dư thừa. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, A Cửu đã nở nụ cười, ta thấy tự tôn của ngươi mới hơi thừa đó, mới vừa rồi là ngươi nhất định phải khiêu khích chúng ta, sau đó bị Hạ Thiên vả mặt, bây giờ giả bộ giống như cái gì cũng chẳng xảy ra, lại còn giáo huấn chúng ta ư, đúng là nực cười. Biểu cảm trên mặt Đoạn Nhất Lang lần nữa cứng đờ, một lát sau,
lại coi như chuyện gì cũng không xảy ra, chỉ vào mấy món ăn trên bàn, vừa cười vừa nói, các ngươi biết mấy món trên đảo này đến từ đâu không? A Cửu biết đại khái phong cách của vị này, cũng lời phản ứng lại hắn, bọn hắn vốn không đến nói chuyện nhạt nhẽo với tên này. Quả nhiên, sau khi im lặng 2-3 giây, Đoạn Nhất Lang lại phối hợp giải thích, những thức ăn này đều trồng ở trên đảo, nhưng đất trồng, rồi nước tưới, đều đã dùng linh khí ôn dưỡng qua, nếu ăn lâu ngày thì sẽ kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Tiếp đó hắn dùng đũa gắp lên một miếng cải trắng, vừa cười vừa nói, cho nên, cho dù là một miếng cải trắng, đặt ở giới thế tục cũng là bảo vật vô giá. Vừa nãy ngươi đã thua, những thức ăn này đều là của ta và Cửu Nha Đầu, ngươi không có tư cách ăn. Hạ Thiên tiện tay cướp lấy đôi đũa trong tay Đoạn Nhất Lang, ngươi muốn ăn thì tự mà kiếm, còn có cút xa một chút, ta không muốn nhìn thấy thằng đần nhà ngươi. Hạ Thiên, thế đạo yên ổn như thế, mà tính tình của ngươi sao lại vẫn bá đạo vậy hả? Đoạn Nhất Lang sững sờ một chút, sau đó cười nói, mọi người lên đảo, một vì mua vui, hai là vì trường sinh. Trong đó mua vui kỳ thực vẫn chiếm số nhiều, dù sao việc trường sinh cũng không phải là thứ phàm phu tục tử có thể nghĩ ra. A Cửu cũng cảm thấy Đoạn Nhất Lang có chút phiền phức, có chuyện mau nói, có dám mau thả, lại vòng vo có tin ta giết ngươi luôn không? Được được, không thể trêu vào hai người các ngươi. Đoạn Nhất Lang thấy A Cửu và Hạ Thiên thật sự tức giận, vội vàng khoát tay, ta chỉ là muốn kết bạn với hai vị mà thôi, thật sự không có ác ý gì, vừa mới vụ đánh cược cũng chỉ là vui đùa một chút, bữa cơm này vốn nên là ta mời. Ta đếm đến 3, 2, 1. Ba ngón tay đang giơ lên của A Cửu chợt cụp xuống hai ngón, lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Nhất Lang. Chỉ trong vòng 2 giây, vẻ mặt Đoạn Nhất Lang thay đổi mấy lần, trước khi A Cửu đếm đến 3, cuối cùng đành thở dài, thôi thôi thôi, nói thẳng vậy, Đoạn Mỗ muốn hợp tác với hai vị. Hợp tác cái gì? Ngón tay thứ 3 của A Cửu cụp xuống chỉ còn một đoạn. Đoạn Nhất Lang trả lời, các ngươi biết tiêu đảo này đến từ đâu không? A Cửu lười nói chuyện. Ngón tay thứ 3 đã cụp xuống một nửa. Kỳ thực ý tứ chính là nơi khôi phục lại linh khí. Đoạn Nhất Lang thấy không có ai phụ họa, không thể làm gì khác hơn là tự hỏi tự trả lời. Mấy năm gần đây, dấu hiệu khôi phục linh khí trên địa cầu càng ngày càng nhiều, nhất là một tháng trước, trên biển xuất hiện 3 lần dao động linh khí cực kỳ nồng đậm, cao tầng của các quốc gia đều bị kinh động, bọn họ đang tính toán tham gia vào đó. Mà những người tu tiên như chúng ta này, tự nhiên liền chiếm được tiên cơ, chỉ cần các ngươi hợp tác với ta, chiếm được phần lớn linh khí, đến lúc đó coi như muốn xưng bá địa cầu, cũng là việc dễ như trở bàn tay. Chương 2390. Không xứng làm người. Xưng bá địa cầu, ngốc nghếch vậy trời, người mới đến tuổi dậy thì hả? A Cửu cảm giác có chút nực cười, không khỏi trào phúng một câu. Đoạn Nhất Lang thản nhiên nói, chuyện này không phải là ngốc, cũng không phải ngây thơ. Mà là việc có thể thực sự xảy ra. Những năm này Đoạn Mỗ nắm trong tay 50% sản nghiệp chế thuốc của toàn cầu, dựa vào phần linh khí trước đó lấy được, cộng thêm tài sản mấy trăm triệu cũng không phải nói giỡn, ngược lại đã tương đối ổn thỏa. Hạ Thiên lười biếng nói, ta thấy 50% đó chế tạo thuốc giả thì có. Mặc kệ là thuốc giả hay thật, chỉ cần có thể kiếm tiền, thì đó chính là thuốc tốt. Đoạn Nhất Lang cũng không ngại người khác vạch trần hắn, kiếm được tiền. Ta mới có thể chiếm được càng nhiều phần ngạch. Chiếm được càng nhiều phần ngạch, ta liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đây là một loại tuần hoàn kinh tế tốt nhất. A Cửu lạnh giọng hỏi lại, vậy ngươi có nghĩ tới những người bị thuốc giả của ngươi hại chết hay không? Ta là tu tiên giả, tại sao phải để ý sống chết của những con kiến hôi kia? Vẻ mặt Đoạn Nhất Lang vô cùng ngạo nghễ, lạnh lùng nói ra, có thể cống hiến của cải cho con đường trường sinh của ta. Thì chính là niềm vinh hạnh của những con kiến hôi đó. Ta thấy ngươi vốn không xứng làm người. A Cửu đặc biệt chán ghét loại người coi kẻ khác như sâu kiến, còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng gọi là tu tiên giả, chúng ta không thể hợp tác với súc sinh, cũng không ngại loại bỏ thứ bại hoại như ngươi. Ha ha, Cửu tiểu thư đây là bùng nổ tinh thần trọng nghĩa. Đoạn Nhất Lang sờ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, cười như không cười nói, nếu có một ngày, người nào đó tìm được ngươi, nói ngươi giết chết mấy ngàn con, thậm chí mấy vạn con kiến, tiếp đó muốn giết ngươi để báo thù cho đám kiến hôi kia, ngươi có cảm thấy mắc cười hay không? A Cửu mắng một câu, ta chỉ cảm thấy ngươi rất mắc cười. Hạ Thiên, ngươi không khuyên Cửu tiểu thư chút sao? Đoạn Nhất Lang cảm giác A Cửu không thể nói lý nữa,
con đường trường sinh ở ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta hợp tác, lấy được nhiều phần ngạch linh khí, sau đó có thể khống chế toàn bộ thế giới, tiền đồ đại nghiệp như vậy, chẳng lẽ các ngươi không động tâm? Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, còn có cái gì phần ngạch linh khí, tiền đồ đại nghiệp, thực sự nhàm chán muốn chết. Muốn tu tiên thì ngươi thành thật tu tiên đi, dùng tiền mua linh khí cũng là chuyện của mình ngươi, nếu nhất định muốn làm cái gì mà khống chế thế giới, còn xưng bá địa cầu, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Hai mắt Đoạn Nhất Lang hơi nheo lại, ý vị không rõ hỏi, nói như vậy, các ngươi từ chối đề nghị của ta. Ta cũng có một đề nghị này. Hạ Thiên tùy ý nói, nếu như ngươi làm theo, thì trường sinh bất lão hoàn toàn không thành vấn đề. Ồ, đề nghị gì? Đoạn Nhất Lang đúng là có chút hứng thú, dù sao hắn biết Hạ Thiên có nghịch thiên đệ bát châm, mặc dù chưa biết Hạ Thiên luyện đến châm thứ mấy, nhưng ít ra cũng có khả năng luyện đến châm thứ 4. Về nhà mua một cái quan tài, tiếp đó tự đoạn kinh mạch, phòng bế đan điền khí hải, sau đó nằm vào. Hạ Thiên chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, để cho con cháu đời sau của ngươi mỗi năm chuyển cho ngươi một chút linh khí, cam đoan ngươi có thể thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không chết. Hoặc là mua mai rùa vạn năm, rồi ngươi chui vào trong đó, giảm bớt tiêu hao, cũng có thể sống 1-2 ngàn năm. A Cửu nghe thấy đề nghị này của Hạ Thiên, không thể nín cười, cái tên lưu manh đáng chết này mắng người sao mà phải độc ác như thế. Bộp! Đoạn Nhất Lang lập tức nổi giận. Một đập nát bấy cái bàn trước mặt, đằng đằng sát khí liếc nhìn Hạ Thiên, ngươi dám trêu đùa ta. Vẻ mặt Hạ Thiên nom có vẻ vô cùng chân thành, ta đang nghiêm túc bàn bạc với ngươi cơ mà, hơn nữa cam đoan tuyệt đối hữu hiệu. Hạ Thiên, ngươi không nên tìm chết. Đoạn Nhất Lang siết chặt nắm đấm, đáy lòng tức giận có chút không kiềm chế nổi, đừng tưởng rằng ngươi kết kim đan, liền có thể tung hoành thiên hạ. Ở tiêu đảo này ta có ít nhất 100 phương pháp giết chết ngươi. Phải không? Vậy sao ngươi còn không nhanh lấy ra? Hạ Thiên cười hì hì hỏi ngược lại. Hai mắt Đoạn Nhất Lang bỗng dưng lóe sáng, đưa tay làm thủ thế muốn bóp cổ Hạ Thiên. Đoạn Nhất Lang, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng quát to. Hạ Thiên liếc mắt nhìn thử, phát hiện người tới lại là người quen. A Cửu rõ ràng cũng nhận ra người này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi muốn xen vào việc của người khác à? Đoạn Nhất Lang hung ác chừng người tới, lạnh giọng nói. Ứng Hiểu Nguyệt chậm rãi bước đến, khuôn mặt đẹp đẽ không chút biểu tình, thản nhiên nói, ta đang cứu ngươi đấy, nếu như ngươi dám động thủ, thì người chết sẽ là ngươi. Ha ha, ngươi thật sự nhìn chúng nam nhân này. Đoạn Nhất Lang có chút không thể nào hiểu được, chỉ vào Hạ Thiên, ta muốn giết hắn hoàn toàn không hề tốn sức, chỉ cần bóp nhẹ một phát thì hắn chắc chắn phải chết. Hạ Thiên vừa cười vừa nói, vậy sao ngươi còn không bóp đi? Thật sự cho rằng ta không dám ư? Đoạn Nhất Lang chịu không nổi kích thích, thật sự bóp mạnh vào hư không đối diện. Sau đó chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, chính là âm thanh xương cổ vỡ nát. Chương 2391, có độc. Đoạn Nhất Lang bỗng dưng mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi, bởi vì thứ hắn đang bóp chính là cổ họng của bản thân. Thế nào, bóp chưa đã hả? Hạ Thiên nở nụ cười giễu cợt, vì để thoải mái thưởng thức biểu cảm của đồ đần kia mà cố ý nghiêng người dựa vào trong ngực A Cửu, không ngại mạnh thêm chút nữa chứ. Đoạn Nhất Lang nghe vậy, tức giận đến mức nổ phổi, nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích, cánh tay càng giống như bị đông cứng lại. A Cửu cũng cảm thấy Đoạn Nhất Lang đúng là tự tìm chết, chọc ai không chọc lại chọc phải Hạ Thiên, lần này chơi hỏng rồi, trực tiếp ăn ác quả của mình. Khụ, Đoạn Nhất Lang muốn nói gì đó. Đáng tiếc đã không phát ra được âm thanh nào, ánh mắt cầu cứu liếc nhìn Ứng Hiểu Nguyệt. Đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi còn nhất quyết không nghe. Ứng Hiểu Nguyệt thở dài, lắc đầu nói với Đoạn Nhất Lang, đừng vùng vẫy nữa, ngươi hết cách cứu rồi. Không thể không nói, Đoạn Nhất Lang cũng không phải kiểu dễ nhằn, dù sao cũng là tu tiên giả, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Bỗng dưng hắn bộc phát ra năng lực của mình, đưa tay che cổ, rồi chế trụ cái cổ bị nát tanh bành kia. Sau đó chạy thục mạng giống như chó điên, lao nhanh về phía thang máy truyền tống. Sau khi tiến vào thang máy, trước khi cửa đóng lại, Đoạn Nhất Lang vẫn không quên cho Hạ Thiên một ánh mắt vô cùng oán độc. Hắn đã ghi hận ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt không quên nhắc nhở Hạ Thiên và A Cửu, thân phận của Đoạn Nhất Lang ở trên đảo không đơn giản, tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu, các ngươi cẩn thận một chút.
Hạ Thiên vẫn vẻ mặt không sao cả, bĩu môi nói, không sao cả, ngược lại tên đần kia sắp chết rồi. Ứng Hiểu Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó nghĩ đến đủ chỗ quái dị của Hạ Thiên, cảm thấy có lẽ bản thân làm người tốt không công. Ngươi không đi. Hạ Thiên dương mắt nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, bất mãn nói, cứ phải làm bóng đèn của ta và A Cửu à. Ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, bờ mông nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Hạ Thiên và A Cửu, cũng chính là chỗ vừa rồi Đoạn Nhất Lang ngồi. Hạ Thiên trả lời một câu, chúng ta không muốn bàn chuyện với ngươi. Lúc này, Ứng Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía A Cửu, còn ngươi? Ngươi có chuyện gì? A Cửu đương nhiên biết Ứng Hiểu Nguyệt, chỉ là ấn tượng đối với nàng cũng không tốt, việc trước đó đã chứng minh, tốt nhất đừng nói vớ vẩn, hơn nữa nói nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi. Ứng Hiểu Nguyệt không thèm để ý thái độ của A Cửu, nguyên nhân là do trước kia nàng cạnh tranh với Y Tiểu Âm, mặc dù không có thù hận sâu đậm gì, nhưng cũng coi như là oán hận chất chứa đã lâu. Có thể vừa ăn vừa nói. Ứng Hiểu Nguyệt vẫy tay, lập tức có người đưa tới một đôi đũa mới, lại nói ta còn chưa được ăn món của vị đầu bếp mới này đâu, lần này xem như dính ánh sáng của hai vị. Nói xong, Ứng Hiểu Nguyệt liền không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Còn ra hiệu Hạ Thiên và A Cửu đừng khách khí, cứ việc tận hưởng mỹ thực. A Cửu giống như là không muốn chịu thua, cũng làm theo bắt đầu ăn. Cửu nha đầu, đừng ăn. Hạ Thiên bỗng nhiên ôm eo A Cửu eo, nói nhỏ bên tai nàng một câu. Sao vậy? A Cửu có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, ở trong nhận thức của nàng thì Hạ Thiên không phải nam nhân ôn nhu sẽ nói ra những lời như vậy. Hạ Thiên không nói gì, đưa tay chỉ Ứng Hiểu Nguyệt ngồi đối diện. A Cửu có chút không rõ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mặt Ứng Hiểu Nguyệt vậy mà biến thành màu đen, dáng vẻ đen nhẻm như than củi. Sao vậy, mùi vị được đấy, sao lại không ăn thế kia? Ứng Hiểu Nguyệt đương nhiên không biết da mặt của mình xảy ra biến hóa, phát hiện Hạ Thiên và A Cửu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, không khỏi hỏi trên mặt ta có gì sao? A Cửu hỏi Hạ Thiên, ngươi làm? Không phải, Hạ Thiên lắc đầu, trong thức ăn vốn có độc. Ngươi nói cái gì, trong thức ăn có độc? Ứng Hiểu Nguyệt sợ hãi hô lên, tay gắp thức ăn cũng dừng lại. Hạ Thiên gật đầu, đúng, trong thức ăn có độc, mà còn là loại cực độc, ăn vào sẽ chết. Không đúng, vậy không phải vừa nãy các ngươi cũng ăn rồi sao? Ứng Hiểu Nguyệt có chút không tin, hoài nghi nhìn Hạ Thiên và A Cửu. Hạ Thiên cười hì hì nói, có ta ở đây, Cửu nha đầu đương nhiên sẽ không có việc gì. Hơn nữa loại độc này mặc dù chí mạng, nhưng quả thật có thể khiến món ăn trở nên ngon hơn, chỉ là ăn quá nhiều sẽ khiến da mặt đen thui. Ứng Hiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức lấy một viên dược màu trắng từ trong túi sách của mình trực tiếp nuốt xuống đi, không bao lâu sau, vết đen trên mặt nhanh chóng biến mất. Trên đảo này đúng là cạm bẫy khắp nơi. A Cửu liếc qua mấy món ăn đằng trước, vẫn sắc hương vị đầy đủ, chỉ là không hề muốn ăn nữa. Ứng Hiểu Nguyệt tức giận đến mức đập đũa lên bàn. Trừng mắt với Hạ Thiên nói, ta thấy độc của các ngươi thì có, các ngươi cố ý nhằm vào ta. Ngươi có vẻ đề cao bản thân quá nhỉ? A Cửu nghe lời này có chút khó chịu, cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đều nói kẻ xấu không có trí thông minh, lời này đúng là không nói sai. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi nếm được độc trong thức ăn, thì hẳn là nên đi tìm đầu bếp kia, liên quan gì đến ta và A Cửu chứ? Vẻ mặt Ứng Hiểu Nguyệt không ngừng thay đổi, tiện tay vẫy một thị tỳ của nàng, căn dặn nàng ta đến phòng bếp bảo người trong đó ra hết đây. Chương 2392, tin tức về thân thế của A Cửu. Hạ Thiên, A Cửu, ta biết hai người các ngươi có chút hiểu lầm với ta. Ứng Hiểu Nguyệt hít sâu mấy lần, mới dần dần khôi phục sự bình tĩnh, nhưng việc này không quan trọng, ân oán trước kia tạm thời gác qua một bên. Ở trên hòn đảo này, kỳ thực chúng ta cũng coi như là đồng minh, đáng lẽ phải nên đồng tâm hiệp lực, thống nhất đối ngoại mới đúng. A Cửu không dễ dàng bị dao động, thản nhiên nói, chúng ta chỉ tới chơi, không có cái gọi là bên trong, bên ngoài. Nói vậy đúng là không thú vị, tất cả mọi người thẳng thắn một chút, không tốt sao? Ứng Hiểu Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh lại, khóe miệng lần nữa nở nụ cười tự tin, các ngươi và Y Tiểu Âm là mục tiêu của đảo Sương Nguyệt, là Âm Y Môn, là Âm Hậu. Mà ta cũng thế. Đây chính là tiền đề để chúng ta hợp tác. Sau đó đôi mắt đẹp của Ứng Hiểu Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên, hơn nữa, không phải chúng ta đã sớm ước định rồi sao? Hạ Thiên khoát tay, vẻ mặt tùy ý nói,
là vợ y y bảo ta đi theo ngươi đến đảo Sương Nguyệt gì đó, nhưng mà ngươi thật sự kém cỏi, đến bây giờ còn không tìm được hòn đảo kia ở đâu, cũng không tìm thấy vợ y y, thế thì ước định đó đương nhiên không được tính. Vậy nếu như chúng ta tìm được đảo Sương Nguyệt, cũng tìm được Y Tiểu Âm thì sao? Lúc Ứng Hiểu Nguyệt nói lời này, vẻ mặt tràn đầy tự tin, ý vị thâm trường. A Cửu nhíu mày, cảm giác nữ nhân này đang nói hưu nói vượt, đảo Sương Nguyệt thần bí cỡ nào cơ chứ, làm sao dễ dàng bị người ngoài đảo biết được, lại nói tung tích của Y Tiểu Âm ngay cả nàng còn không rõ ràng, thì sao Ứng Hiểu Nguyệt có thể biết được? A Cửu, ngươi đừng không tin. Ứng Hiểu Nguyệt nhìn ra sự nghi hoặc của A Cửu, đảo chủ của Tiêu đảo vẫn luôn liên lạc với đảo Sương Nguyệt, dù sao người trên đảo Sương cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ, chỉ dựa mỗi vào cái tòa đảo rách chim không thèm ị kia, thì không thể tự cung tự cấp. Hơn nữa, lão môn chủ cũng đang ở Tiêu đảo, đang lập mưu đổ bộ lên đảo Sương Nguyệt, người cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể gặp được hắn. Nói xong, nàng dừng lại 2-3 giây, còn về Y Tiểu Âm, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ở trên đảo. Nói nửa ngày cũng chỉ là nói vớ vẩn. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, những thứ này không cần ngươi nói thì chúng ta cũng biết. Ứng Hiểu Nguyệt gật đầu, điểm ấy ta tin, dựa vào thực lực của các ngươi muốn biết những tin tức này đúng là không khó. Vậy rốt cuộc ngươi đang quanh co cái gì? A Cửu lạnh giọng nói. Không nói vòng vo vậy thì tỏ vẻ ta rẻ quá. Ứng Hiểu Nguyệt hai tay ôm trước ngực, thản nhiên nói, được, bây giờ có thể nói thẳng. Trường sinh hội vào tối nay sẽ đấu giá rất nhiều thứ, mà ta muốn chỉ có một thứ, đó chính là chìa khóa tiến vào đảo Sương Nguyệt. Vậy ngươi dùng tiền lấy nó không được sao? A Cửu vẻ mặt không hiểu, nói với ta cái này làm gì? Đã nói rồi mà, ta muốn hợp tác với hai ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, chuẩn xác mà nói, thì người ta luôn muốn hợp tác chỉ có hắn thôi. Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không có hứng thú. Ngươi nghe chưa, Ứng Hiểu Nguyệt giang tay ra, nói với A Cửu, cho nên muốn hợp tác với hắn nhất định phải kéo theo ngươi và Y Tiểu Âm, bằng không kế hoạch của ta sẽ không thể thành công. Vậy ngươi có điều kiện gì có thể khiến ta động lòng? A Cửu cười ha hả, trong lòng chỉ cảm thấy nữ nhân này vẫn đáng ghét giống như trước kia. Ứng Hiểu Nguyệt lộ vẻ trong lòng đã có chuẩn bị, đương nhiên là có. Nói nghe chút coi. A Cửu cười nhạt một tiếng. Cũng không cảm thấy có điều kiện gì có thể đả động được nàng. Ứng Hiểu Nguyệt nói, chỉ cần ngươi khiến Hạ Thiên đáp ứng giúp ta, vậy ta liền nói thân thế của ngươi cho ngươi biết. Ngươi nói cái gì? A Cửu nhăn mày lại, lạnh lùng liếc nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi lặp lại lần nữa. Nụ cười của Ứng Hiểu Nguyệt vẫn không thay đổi, chậm rãi nói, ta nói là ta có thể nói thân thế của ngươi cho ngươi biết. Thân thế của ta? A Cửu không khỏi giễu cợt, sao ngươi lại biết? Ta không biết. Nhưng có người biết, Ứng Hiểu Nguyệt trả lời, mà ta đã dùng nhiều tiền để mua tin tức này. A Cửu lạnh lùng nói, ta không tin, đừng tưởng rằng kiểu mô típ này có thể gạt được ta, hơn nữa ta đã sớm không có hứng thú với thân thế của mình, khi những người đó từ bỏ ta thì cái gọi là huyết thống tình thân cũng đã bị cắt đứt từ lúc đó. Hạ Thiên bỗng nhiên đưa tay che miệng A Cửu lại, rồi liếc nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, không kiên nhẫn nói, ta đồng ý với ngươi, ngươi nói thân thế của Cửu nha đầu cho ta biết là được rồi. Ngươi, A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên. Cửu nha đầu, ngươi không muốn biết thân thế của ngươi, nhưng mà ta muốn biết. Hạ Thiên cười hì hì, không cho là đúng nói, dù sao chỉ là giúp nữ nhân này một vấn đề nhỏ mà thôi, không có gì lớn. Quá tốt rồi, Ứng Hiểu Nguyệt không khỏi mừng rỡ, lập tức móc ra một tờ giấy ở trong ngực, đưa cho Hạ Thiên, trên này có ghi một phần tin tức về A Cửu, ngươi cầm trước đi. Phần còn lại thì sau này ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi. Nói xong, Ứng Hiểu Nguyệt lắc lư eo nhỏ, hài lòng rời đi. Cửu nha đầu, ngươi muốn xem không? Hạ Thiên vuốt tờ giấy kia, liếc nhìn A Cửu, thuận miệng hỏi. Ánh mắt A Cửu lóe lên, nửa ngày trôi qua cũng không nói gì. Chương 2393, muốn thu thiết đầu bang các ngươi. Tiên Vân Đại Lục, Cơ Triều, Lam Kinh. Tại góc hoang vu nào đó của Bắc Thành. Có một sòng bạc cực kỳ nổi tiếng ở thế giới ngầm, gọi là sòng bạc đầu sắt. Sòng bạc này có từ lúc nào cũng không thể biết được, chỉ biết là nó dùng thời gian tầm 1-2 tháng đã có thể quét sạch toàn bộ sòng bạc ở Lam Kinh, đến bây giờ trở thành cự đầu ngay cả quan phủ cũng khó mà dung chuyển. Ở đây được mệnh danh là chỉ cần đầu ngươi đủ cứng, vậy thì cái gì cũng có thể thắng, cũng cái gì cũng có thể thua.
Truyền thuyết nói rằng đã từng có người ở đây một đêm liền thua hết tài sản mấy trăm triệu, cũng có người ở đây một phát thắng trở thành người giàu nhất nước. Lại có truyền thuyết nói, từng có người ở đây thua mất mười mấy mạng người, cũng có người ở đây thắng đầu trâu mặt ngựa cũng có thể sống lại. Lại có truyền thuyết nói rằng từng có hai quốc vương của tiểu quốc cực Tây ở đây thua mất vương vị, cuối cùng vẫn là cơ nữ hoàng thay bọn hắn chuộc trở về, chỉ là hai tiểu quốc bây giờ trở thành một tỉnh của cơ triều. Lại có truyền thuyết nói rằng từng có vị tiên nhân thua mất tiên duyên của hắn ở đây, cuối cùng tự gọt tiên tịch, cạo bỏ tiên cốt, trở thành phàm nhân. Mà người thắng hắn thì một bước thành tiên, trở thành trưởng lão của tiên môn nào đó, truyền thuyết như vậy nhiều vô số kể. Mà tối nay rất có thể sòng bạc đầu sắt sẽ có một truyền thuyết khác lưu truyền thiên hạ. Bởi vì tối hôm nay, bên trong sòng bạc đầu sắt xuất hiện một đám thiếu nữ áo trắng tuyệt mỹ, trong đó người xinh đẹp nhất thì càng giống như tiên nữ hạ phàm, chẳng những dung mạo đẹp đến mức không thể bắt bẻ, hơn nữa khí chất cũng có thể xưng thiên hạ vô song, chỉ là tính tình hình như không tốt lắm, ánh mắt sắc bén đến mức có thể giết người. Đáng tiếc là, vị tiên nữ này không phải tới đánh bạc, mà là đến tìm phiền phức. Ngồi đối diện tiên nữ đó là một nam nhân đầu trọc mặc áo gấm, mặt mũi tràn đầy hung tợn, ánh mắt hừng hực sát khí khiến người ta không rét mà run. Dù là như thế nhưng vẫn hấp dẫn vô số công tử mặc khách, giang hồ hiệp sĩ cùng với tam giáo cửu lưu tụ tập lại một chỗ, hoặc là để chứng kiến dung nhan của tiên nữ, hoặc là chứng kiến cảnh tượng cấp truyền thuyết sắp xảy ra. Nữ tử đẹp đến mức không giống người này rốt cuộc là ai? Trong đám người vây xem, thỉnh thoảng có người nhẹ giọng hỏi người bên cạnh. Có người vẻ mặt kinh ngạc, người cũng không biết hả, vị kia chính là hạ phu nhân tiếng tăm lừng lẫy gần đây đó. Hạ phu nhân, tiếc nhỉ, từng ấy tuổi đã lập gia đình rồi. Xuyệt, im lặng, đừng để nàng nghe thấy, bằng không thì ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Có ý gì, tại sòng bạc đầu sắt, nàng còn dám giết người ư? Ngươi biết cái gì, nàng chính là môn chủ của sở môn. Môn chủ của sở môn hả, thế sao lại là hạ phu nhân? Người đằng trước cũng tò mò, có thể là họ Hạ, tên phu nhân đó, cũng có thể là tướng công nàng họ Hạ, ai biết được. Lại có một người hoảng sợ nói, sở môn, chính là sở môn gần đây danh tiếng tăng vụt, không đến một tháng liền chiếm đoạt gần như toàn bộ thế lực ở Lam Kinh. Trong đám người không thiếu công tử thế gia nghe vậy, không khỏi đánh trống lui quân, nữ nhân như vậy bọn hắn ăn không nổi. Thế tên đầu chọc là ai? Ngay cả hắn cũng không biết thì ngươi còn tới sòng bạc đầu sắt làm gì, đó chính là trưởng quỹ của sòng bạc, bang chủ của thiết đầu bang, được người ta gọi là thiết hùng quan đầu sắt cửu, hắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Vậy sao hai người họ lại thế kia? Bởi vì thế giới ngầm Lam Kinh chỉ chứa được một vương giả, không phải sở môn thì chính là thiết đầu bang. Ở trước bàn cược, thiết hùng quan sờ cái đầu chọc của mình, cười ha hả liếc nhìn mỹ nữ trước mặt hắn, hạ phu nhân, ngươi ở thành Nam. Ta ở thành Bắc, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay hùng hổ như vậy là muốn phá hủy sòng bạc nhà ta sao? Vị thiếu nữ tựa như tiên nữ kia dĩ nhiên chính là Sở Giao, trước đó không lâu nàng nhận chỉ thị của Nguyệt Thanh Nhã, thu hẹp thế lực ngầm ở Lam Kinh, thế là nàng sáng lập ra Sở Môn, lấy tư thái nghiền nát quét sạch thế lực của thành Nam, thành Bắc, hơn phân nửa bọn họ đều đã đầu hàng, chỉ có mỗi thiết đầu bang này cứ luôn mềm không được cứng không xong. Như vậy liền khiến cho nàng có chút tức giận, thế là mang đủ binh lực đích thân tới cửa thu thập. Không khác lắm, Sở Giao dứt khoát gật đầu một cái, hôm nay ta tự mình tới, chính là muốn thu thiết đầu bang các ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chắc chắn ta sẽ phá cái chỗ rách nát này của ngươi. Thiết hùng quan nghe vậy, không thể nín được cười ha ha, hạ phu nhân đang nói đùa hả? Ta chưa từng nói đùa, nhất là nói đùa với đám đần các ngươi. Sở Giao hơi không kiên nhẫn nói, ta cho ngươi nửa tiếng cân nhắc, đồng ý thì thiết đầu bang các ngươi chính là phân đàn đầu sắt của sở môn, nếu không đồng ý thì các ngươi liền chết hết cho ta. Hạ phu nhân, ngươi như này không khỏi có chút hùng hổ dọa người nha. Thiết hùng quan là vương giả một phương của thế lực ngầm tại Lam Kinh, đương nhiên cũng không phải là người có tính tình tốt gì, ta biết sau lưng ngươi có triều đình chống lưng, nhưng đầu sắt cửu ta cũng không sợ đâu. Hơn nữa, ta cũng khuyên ngươi một câu. Làm chó săn của triều đình coi chừng được chim quên ná. Lời này của thiết hùng quan tương đối tinh tế, nhưng kỳ thực chính là chỉ ra thân phận của Sở Giao cho đám người đứng xem. Phải biết rằng người lăn lộn trong giang hồ, hơn phân nửa đều không ưa chó săn của triều đình, nhất là kẻ mượn lực của triều đình quơ đao với người trong giang hồ. Chương 2394.
có tiên nhân tọa chấn. Ngươi mới là chó đấy, vậy mà nói vòng vo để mắng ta, ngươi muốn chết đúng không? Sở Giao không khỏi liếc mắt, quả nhiên giống như chồng nói chuyện với thằng đần đúng là tốn sức. Nàng cũng không phải chó săn gì của triều đình, nghiêm khắc mà nói thì là triều đình xem như tay sai của các nàng. Thiết Hùng Quan cũng cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, hắn liền nói thẳng, được, chỉ đến gặp mặt chào hỏi thôi ư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta thấy ngươi là kẻ điếc hay là đồ đần vậy? Sở Giao trợn tròn mắt, không phải vừa nãy đã nói rồi à, bà đây muốn thu nạp Thiết Đầu Bang của ngươi. Từ nay về sau, thế giới ngầm ở Lam Kinh, chỉ có sở môn ta mới được quyết định, không cho phép thế lực bên ngoài tồn tại. Ha ha, Thiết Hùng Quan để lộ vẻ mặt trào phúng, hạ phu nhân, ngươi nói ra lời này có thấy buồn cười không vậy? Sở Giao thản nhiên nói, ngươi mới thấy buồn cười đấy, nói dứt khoát đi, ta không có thời gian ở đây tán nhảm với ngươi, ngày mai ta còn muốn đi Thành Đông. Xem ra hạ phu nhân đã quyết định chủ ý rồi. Thiết Hùng Quan hừ lạnh một tiếng, đưa tay quét hết mọi thứ trên bàn cược xuống đất, chỉ để lại một cái bát, tiếp đó hắn lấy ra ba viên xúc sắc, sòng bạc này của ta mà lại không có gì để cược sao, muốn Thiết Đầu Bang ta, có thể, nhưng ngươi lấy cái gì để đánh cược? Trước đó ta đúng là rất thích đánh cược, hơn nữa còn cược kiểu không nhỏ. Về sau gặp lão công ta, hắn nói kẻ đánh bạc đều không phải là người tốt lành gì, từ đó về sau, ta liền không động vào trò này. Sở Giao không hề tiếp chiêu, ngược lại nhắc đến một chút việc không liên quan, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách cược cùng ta, bảo boss sau lưng ngươi ra còn tạm được. Thiết Hùng Quan nghe lời nói của Sở Giao có chút kiến thức nửa vời, cô nương này luôn nói mấy lời hắn nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái thì vẫn nghe ra. Không cá cược, vậy thì thứ cho Thiết Mỗ không phụng bồi. Thiết Hùng Quan hừ lạnh, coi như ngươi có triều đình chống lưng, nhưng Thiết Đầu Bang ta cũng không sợ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách một phen, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sở Giao vừa cười vừa nói, cá sẽ chết, nhưng mà lưới tuyệt đối sẽ không rách, hôm nay ta tới đây chính là muốn xem thử đầu ngươi cứng bao nhiêu. Phải không, hạ phu nhân hơi tự tin quá mức nhỉ? Thiết Hùng Quan nở nụ cười, đang nói chuyện, liền có hơn 10 vị cao thủ tràn vào, nháy mắt bao quanh mấy người Sở Giao, biết rõ đây là địa bàn của Thiết Đầu Bang, lại còn chỉ dẫn theo mấy nữ nhân yếu ớt. Không biết nên nói ngươi vô tri không sợ, hay là làm việc đáng khen nhỉ? Đều không phải. Gương mặt xinh đẹp của Sở Giao hơi lạnh lùng, ánh mắt còn có chút khinh thường, hy vọng ở đây thật sự có cao thủ, bằng không thì cũng quá vô vị. Thiết Hùng Quan nói với các cao thủ vừa xông vào, chư vị anh hùng hảo hán, các ngươi đều nghe thấy được nhỉ, vị cô nương này đang xem thường các ngươi. Người xông vào đều là cao thủ giang hồ Thiết Hùng Quan dùng số tiền lớn để mời tới. Mỗi người đều mang tuyệt kỹ không nói, phần lớn đều là kẻ giết người cực kỳ hung ác. Chỉ những phế vật này, mà cũng xứng danh anh hùng hảo hán. Sở Giao quét mắt nhìn những kẻ này, vẻ khinh bỉ càng đậm, nói với Thiết Hùng Quan, vẫn lên mời ông chủ của ngươi ra đây đi, bằng không hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Lời này của Sở Giao rõ ràng đã chọc giận những người trong giang hồ đó, bọn hắn ai mà chẳng phải người sống dưới đao kiếm, đổ máu đến bây giờ. Mạng người đếm không xuể, chưa từng bị coi thường như thế này. Mẹ kiếp, đám đàn bà các ngươi hơi bị cuồng vọng rồi đấy, ông đây trước tiên phải làm thịt các ngươi. Vốn đang cảm thấy đối phó với một nữ nhân có chút thắng mà không anh hùng, hiện tại xem ra ngươi đúng là đang tìm cái chết. Giết chết có phần hơi đáng tiếc, chỉ bằng mang về buổi tối chậm rãi hưởng, a. Người này chưa nói hết, cả người liền bay ra ngoài, xuyên qua đống phòng mới dừng lại được. Không cần nghĩ chắc chắn là sống không nổi. Ngứa miệng à. Sở Giao cũng không động thủ, mà là một thiếu nữ áo trắng đứng sau nàng xử lý cái tên miệng thiếu đánh. Bốn thiếu nữ này trước kia là tỷ nữ trong hoàng cung, sau này được cơ nữ hoàng đưa tới để phục vụ cho Sở Giao. Khi đó Sở Giao nhàn rỗi nhàm chán, mỗi ngày đều lôi kéo bốn tỷ nữ này tu luyện với nàng, cho nên tu vi của bọn họ đều không thấp, về sau lại được Sở Giao mang ra hoàng cung. Trực tiếp trở thành thành viên của tổ chức sở môn. Nét mặt Thiết Hùng Quan nháy mắt trở nên xám xịt, hắn hoàn toàn không ngờ tới tỷ nữ của vị hạ phu nhân này có võ công như thế, vậy chẳng phải bản thân nàng sẽ càng khủng hơn. Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn không khỏi cũng có chút sợ hãi đứng lên. Đồng loạt lên thôi các anh em, làm thịt đám đàn bà này. Là các nàng động thủ trước, thì cũng đừng nói đạo nghĩa giang hồ gì đó, cùng tiến lên. Những người gọi là cao thủ giang hồ,
nhìn thấy tình hình này, nháy mắt tức đến nổ phổi, tất cả giơ đao kiếm đồng loạt xông về phía Sở Giao. Đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn không đến gần được Sở Giao trong 3 mét, liền đã bị ba thiếu nữ áo trắng mà Sở Giao mang tới giải quyết. Đúng là một đám phế vật, Sở Giao có chút thất vọng lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiết Hùng Quan, còn có cao thủ khác không, đều gọi ra đi, đương nhiên nếu như vẫn là trình độ này thì bỏ đi. Thiết Hùng Quan không khỏi đổ mồ hôi lạnh, liếc nhìn Sở Giao nói, ngươi chớ có đắc ý, nơi này có tiên nhân tọa chấn, ngươi lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đánh được tiên nhân sao? Tiên nhân! Sở Giao cười càng tươi, nhanh lên kêu ra đi, để cho bản cô nương xem thử. Chương 2395, một trưởng cũng không đỡ được. Trong lúc rối loạn, đám dân cờ bạc làm khán giả thi nhau chạy trốn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sòng bạc liền trống hơn phân nửa. Ở trong sân, ngoại trừ Sở Giao và bốn tỷ nữ của nàng, thì chỉ còn Thiết Hùng Quan cầm đầu bang chúng của Thiết Đầu Bang, cùng với hai ba người thần bí không rõ thân phận. Hạ phu nhân, người đừng tưởng là Thiết Mỗ đang nói đùa. Thiết Hùng Quan nét mặt trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc khuyến cáo nói, người hẳn là cũng nghe nói qua, đã từng có một vị tiên nhân đánh cược 7 ngày 7 đêm tại đây, cuối cùng hắn thua. Sở Giao gật đầu, nếu nàng muốn thu phục Thiết Đầu Bang, thì đương nhiên cũng đã điều tra rõ ràng bang phái này, tiên nhân kia cuối cùng tự gọt tiên tịch, cạo bỏ tiên cốt, biến thành phàm nhân, việc này ta đã nghe qua. Không, sự thật không phải như thế. Thiết Hùng Quan lắc đầu, tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, những phàm tu tục tử chúng ta sao có thể có tư cách đánh cược với tiên nhân, sao có thể thắng tiên nhân được. Tin đồn sẽ không phải là các ngươi tung ra chứ. Sở Giao ôm cánh tay cười lạnh, nhìn đối phương diễn trò. Thiết Hùng Quan sửng sốt một chút, sau đó khoát tay nói, sao lại nói thế, Thiết Mỗ ta dù là đầu sắt thì cũng không dám sắp xếp tiên nhân đúng sai ra sao, việc đó. Được rồi, ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Sở Giao học được tính nết của Hạ Thiên, đó chính là không có kiên nhẫn cho lắm, đơn giản trực tiếp như này nhé, bây giờ mời tiên nhân sau lưng ngươi ra, bằng không thì ta liền phá hủy sòng bạc này của ngươi, về sau ngươi cũng đừng hòng mở nữa. Thiết Hùng Quan cũng không phải sợ võ công cao cường của nữ nhân này, mà là e ngại thế lực sau lưng nàng, cho nên mới nhiều lần nhượng bộ, hạ phu nhân, tất cả mọi người đều kiếm miếng cơm tại Lam Kinh, đâu cần phải tuyệt tình như thế nhỉ? Không có tuyệt tình hay không, đây chính là phong cách làm việc của ta. Sở Giao lạnh lùng nói, cho người 3 giây để cân nhắc, Xuân Nhi, Thu Nhi, Đại Đông Nhi, các người bắt đầu đếm đi. Thiếu nữ áo trắng còn lại sửng sốt một chút. Chỉ bản thân, môn chủ, vậy ta làm gì? Ngươi là Tiểu Đông Nhi, giúp ta đấm vai là được rồi. Sở Giao cười cười hất cằm với đối phương. 3, 2. Thiết Hùng Quan mặc dù không hiểu 3 giây là cái gì, nhưng nghe thấy có hai thiếu nữ áo trắng đã đếm đến 2, lập tức hiểu ra, lửa giận lập tức bùng lên. Hạ phu nhân, ngươi đúng là khinh người quá đáng, thật sự cho rằng Thiết Mỗ ta sợ ngươi sao? Sở Giao nhìn Đại Đông Nhi. Bảo với nàng, đừng lo lắng, tiếp tục đếm đi. Đại Đông Nhi lập tức đếm đến giây cuối, 1. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Thiết Hùng Quan bỗng dưng vung tay hét lớn, chỉ thấy vách tường xung quanh bị người đẩy đổ, lộ ra mấy trăm tên đao phủ chỉnh tề nghiêm túc, xem thử coi hôm nay là ai sẽ chết ở chỗ này. Sở Giao thờ ơ đánh giá những người này, khinh thường nói, có mỗi mấy người này ư, còn chưa đủ để bốn thị nữ của ta đánh. Thực sự là cuồng huyết chỗ nói, các huynh đệ, lên, giết các nàng. Thiết Hùng Quan hừ lạnh một tiếng, phất tay ra lệnh, bản thân lại tìm chỗ trống lặng lẽ xoay người rời đi. Tình cảnh kế tiếp, hắn cũng không tính chứng kiến, dù sao năm mỹ nhân như hoa như ngọc bị chém nát bét, cảnh tượng đó thực sự không nhìn nổi. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải nhanh chóng xử lý, không thể chậm trễ. Thiết Hùng Quan từ cửa sau vội vàng rời khỏi sòng bạc đầu sắt. Dọc theo một con đường vắng vẻ gần nửa canh giờ, sau đó lại vòng quanh hai phường thị mấy vòng, cuối cùng mới dừng lại ở cửa sau của một ngôi chùa. Cốc, cốc, cốc. Thiết Hùng Quan nhẹ nhàng gõ 3 tiếng, không bao lâu cửa liền mở ra. Thí chủ, có chuyện gì không? Mở cửa là một tiểu hòa thượng, nhìn qua tầm 12-13 tuổi, vẻ mặt hoang mang nhìn Thiết Hùng Quan. Thiết Hùng Quan từ trong ngực lấy ra một viên kẹo. Đưa cho tiểu hòa thượng rồi nhẹ nói, ta là tới tìm công tử. Tiểu hòa thượng nhận kẹo của Thiết Hùng Quan, lột ra giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, sau khi nếm được vị ngọt, rồi lập tức tránh ra. Cảm tạ,
Thiết Hùng Quan sờ đầu chọc của tiểu hòa thượng, cười toét miệng lách mình đi vào. Trong chùa cảnh vật yên tĩnh, núi bị nước bao quanh, cảnh trí có chút thoải mái. Đáng tiếc, Thiết Hùng Quan không có hứng thú để thưởng thức, bước đi nhanh chóng, thẳng đến khi hắn mở cửa của một tòa núi giả, lúc này nét mặt mới giãn ra, ra vẻ ung dung bước xuống. Đi đến điểm cuối, là một gian phòng có chút sạch sẽ, bên trong bày biện đơn sơ, có một nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía cửa ra vào, đang làm cái gì đó. Đầu sắt cửu bái kiến công tử, Thiết Hùng Quan trông thấy bóng lưng liền quỳ xuống. Nam tử trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đầu sắt, ngươi không kinh doanh sòng bạc của ngươi đi à, không có việc tới nơi này của ta làm gì. Thiết Hùng Quan nói, đúng là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, cho nên mới đến tìm công tử. Lau mồ hôi đi, nam tử trẻ tuổi tiện tay cầm một cái khăn ném vào trên mặt Thiết Hùng Quan. À, đa tạ công tử, Thiết Hùng Quan cũng không biết bản thân ra làm sao, chỉ cần ở chung với công tử thì mồ hôi trên trán sẽ chảy không ngừng. Nói đi, có chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi xoay người lại, tìm một vị trí chậm rãi ngồi xuống, người không thể ở đây ở lâu, tốt nhất nói nhanh lên. Thiết Hùng Quan lau mồ hôi xong, lập tức nói, là như vậy, đúng như công tử dự đoán, hôm nay vị hạ phu nhân của sở môn thật sự tới đây. Nam tử trẻ tuổi nói, sau đó thì sao? Ta hoài nghi nàng đã biết sự tồn tại của công tử. Thiết Hùng Quan vẻ mặt nghiêm túc nói, mục đích của nàng không phải vì thu phục Thiết Đầu Bang, mà là nói muốn gặp tiên nhân sau lưng Thiết Đầu Bang, hơn nữa võ công của nàng so với chúng ta đoán có thể cao hơn rất nhiều. Chương 2396, hắn coi như sống rất tốt. Công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Rời đi, nam tử trẻ tuổi có chút chần chờ nói, đầu sắt, ngươi hy vọng ta rời đi. Hả, không phải ta hy vọng công tử rời đi. Thiết Hùng Quan vội vàng lắc đầu, khoát tay nói, chỉ là công tử không thể xảy ra chuyện được, ta cũng chỉ là suy nghĩ thay công tử, dù sao nữ nhân kia rốt cục là người của ai, thực sự không thể nào đoán trước. Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, vậy nếu như ta không đi thì sao? Đương nhiên có thể rồi. Thiết Hùng Quan sửng sốt một chút, đầu sắt sẽ thể sống chết bảo vệ an toàn của công tử. Ngươi thật sự nguyện ý thể sống chết bảo vệ an toàn của ta? Nam tử trẻ tuổi đặt hai tay lên đùi, mặt không đổi sắc hỏi. Thiết Hùng Quan không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Nam tử trẻ tuổi giơ ngón tay lên, vậy ngươi đi giết các nàng. Được, Thiết Hùng Quan gật đầu, nói xong mới phát giác có vẻ không đúng, ngạc nhiên quay đầu lại phát hiện Sở Giao không biết từ lúc nào xuất sau lưng hắn, còn có bốn tỷ nữ kia của nàng. Sao các ngươi lại ở đây? Thiết Hùng Quan bị dọa đến nhảy dựng lên, không hiểu tại sao kêu ầm lên, các ngươi đi theo ta hả? Không đúng, mấy trăm tên đao phủ, cộng thêm mấy chục tên võ lâm cao thủ, vậy mà không ngăn nổi các ngươi. Những phế vật kia, không đến 10 giây liền có thể giải quyết. Sở Giao không hứng lắm ngáp một cái, sau đó nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, người chính là đại boss sau lưng Thiết Đầu Bang. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng không hiểu boss có ý gì, nhưng vẫn hiểu được lời nói của Sở Giao, gật đầu, xem như thế đi. Phải thì phải, không phải thì không phải, là thằng đàn ông thì có thể dứt khoát một chút hay không? Sở Giao trừng mắt nhìn người này, ta xem thường nhất chính là loại ẻo lả như ngươi, đúng là không sánh được với chồng ta. Xem ra ngươi cũng không đơn giản là nanh vuốt của triều đình. Nam tử trẻ tuổi thở dài, kỳ thực ta chỉ muốn tìm một chỗ yên bình dưỡng lão, các ngươi cần gì phải tìm ta. Sở Giao có chút khinh bỉ nói, ngươi dạy người khác tu luyện công pháp âm độc, còn tính kế lúc An Thiên Hội gặp chuyện, cái này mà gọi là dưỡng lão á. Cơ nữ hoàng diệt quốc đếm không xuể, giết người ghê gớm, người khác muốn cho nàng một chút bất ngờ cũng khó tránh khỏi. Nam tử trẻ tuổi sờ ngón tay của mình, hơn nữa ta là tu tiên giả, không hề sử dụng pháp thuật thần thông, chỉ là chuẩn bị một vài chuyện nhỏ, như thế là đã nể mặt cơ nữ hoàng rồi. Bớt sát vàng lên mặt đi, Sở Giao ghét nhất là loại người tự cho là đúng này, nhịn không được nói toẹt ra, nếu như ngươi thực sự dám sử dụng pháp thuật thần thông thì đi tìm cơ tỷ tỷ đấu pháp đi, nói không chừng còn có thể khiến người khác xem trọng. Đáng tiếc, loại tu tiên giả như các ngươi, tu vi vĩnh viễn không bằng cơ tỷ tỷ. Cũng chỉ có thể giống như chuột trong cống, làm thứ chuyện vớ vẩn kia. Hạ phu nhân, người có biết mình đang nói gì hay không? Nam tử trẻ tuổi cuối cùng cũng tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý, tiên nhân không thể làm nhục, người đang tự tìm chết à? Trên thế giới này,
chỉ có tự tôn của cường giả mới không thể làm nhục. Sở Giao chẳng ừ hử gì, lạnh lùng nói, cái khác thì miễn bàn, đừng nói là tu tiên giả, ngay cả thần tiên thì cũng chỉ như đồ đần mà thôi. Nam tử trẻ tuổi không nói nhảm nữa, hắn bỗng dưng giơ tay lên vỗ ra một đạo hàn quang chói mắt, toàn bộ mật thất trong nháy mắt được chiếu sáng, ngay sau đó một thanh trường kiếm liền đâm tới trước mặt Sở Giao. Một kiếm này xuất hiện có chút đột ngột, khó lòng phòng bị được, huống chi vừa nãy mấy người Sở Giao đều bị tia sáng chiếu lên làm đôi mắt không mở được. Bộp! Một tiếng động vang lên, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, nện vào trong vách tường, gỡ cũng không gỡ được. Có chút tu vi ấy thôi à, ngay cả một cái tát của ta cũng không tiếp nổi, còn dám giả trang tiên nhân cái gì? Sở Giao vẻ mặt coi thường, nhếch miệng xì mắng, ta thấy là phế vật còn tạm được. Sau đó nàng quay lại phân phó với hai thị nữ, Xuân Nhi Thu Nhi, mang hai tên phế vật này đi. Rất nhanh, Sở Giao liền dẫn theo bốn vị thị nữ còn có Thiết Hùng Quan thất hồn lạc phách, cùng với nam tử trẻ tuổi không rõ thân phận kia, trở về đảo thần tiên. Nguyệt tỷ tỷ, ta mang về hai người, xem như phần tử khủng bố. Sở Giao đi thẳng đến phòng trà, nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã còn có Cơ Nữ Hoàng, còn có đám người Lãnh Băng Băng. Không khỏi nói, ta cảm giác sau lưng bọn hắn có thể có âm mưu to lớn, các ngươi ai đến thẩm vấn đi, ta không hiểu rõ phương diện này cho lắm. Ta đi, chỉ cần đánh bọn hắn một trận, tuyệt đối không có ai có thể chịu được. Liễu Mộng giơ tay đầu tiên, chỉ là mọi người đều cho là nàng đang bày trò, cũng không có ai để ý tới nàng. Cơ Thanh Ảnh nhìn không được nói, người mỗi ngày đều đánh nhau trên An Thiên Hội còn chưa đủ sao. Để ta đi. Lãnh Băng Băng nghĩ nghĩ, ở đây cũng chỉ có nàng thích hợp nhất làm loại việc này, dù sao cũng coi như nghề cũ của nàng, sau khi đến Tiên Vân Đại Lục vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Băng Băng tỷ đúng là thích hợp nhất, Sở Giao gật đầu. Sau khi Lãnh Băng Băng rời khỏi, Sở Giao quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã, Nguyệt tỷ tỷ, vừa nãy ngươi đang nói gì vậy? Đang nói tình hình gần đây của Hạ Lãnh, Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên nói. Sở Giao vội vàng hỏi, nhóc con kia sao rồi, đã lâu không gặp hắn đúng là hơi nhớ. Nguyệt Thanh Nhã không đáp lời, ngược lại vẻ mặt Diệp Mộng oánh cổ quái, một lúc sau mới lên tiếng, hắn coi như sống rất tốt. Chương 2397, phân công công việc. Sở Giao nghe vậy càng thêm nghi ngờ, không hiểu hỏi, là sao? Ý là tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm gì, Nguyệt Thanh Nhã cười trả lời. Sở Giao ồ một tiếng. Cũng không có hỏi lại, chỉ nói với Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Nữ Hoàng, Nguyệt tỷ tỷ, Cơ tỷ tỷ, hôm nay ta đã thu phục được Thiết Đầu Bang, bây giờ thế lực ngầm ở thành Bắc và thành Nam tại Lam Kinh đều dưới sự khống chế ta, tiếp đó nên làm gì? Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói, cứ tiếp tục phát huy, thành Đông và thành Tây cũng đừng bỏ sót. Sở Giao giống như nói đùa một câu, Cơ tỷ tỷ, nếu như thống nhất thế lực ngầm thì trên danh nghĩa có phải ta sẽ tranh vị trí nữ hoàng với ngươi không? Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ thử xem, Cơ Thanh Ảnh vẫn không tỏ vẻ gì, thản nhiên đáp lại. Ai nha, chỉ đùa một chút thôi, Sở Giao tiến lên ôm lấy Cơ Thanh Ảnh, thè lưỡi, Cơ tỷ tỷ, ngươi sẽ không tức giận chứ? Cơ Thanh Ảnh vẻ mặt lạnh nhạt, yên tâm, ta không tức giận, loại chuyện nhỏ này ta sẽ không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, Sở Giao kỳ thật vẫn là tâm tính thiếu nữ, mặc kệ là tâm trạng gì thì tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nghe thấy Cơ Thanh Ảnh nói vậy, rất nhanh liền không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, lại hỏi một chuyện khác, địa cầu có tin tức gì hay không, Vũ Cơ tỷ tỷ và Ngọc Mị tỷ tỷ cũng đã đi được một khoảng thời gian rồi. Nói xong, ngượng ngùng cúi thấp đầu, ta cũng có chút nhớ chồng. Chỉ một chút, Diệp Mộng Oánh không khỏi hài hước nói, ta thấy là rất nhiều thì có. Sở Giao trước đó có thể như thiếu nữ bất lương, bây giờ thẹn thùng hơn phân nửa cũng là giả vờ. Nghe thấy Diệp Mộng Oánh nói vậy lập tức thẳng thắn, được rồi, là rất nhớ chàng ấy, vô cùng nhớ, chàng ấy là chồng ta mà, ta không thể nhớ sao? Đương nhiên có thể nhớ, cũng không có ai ngăn cản ngươi, càng không có người chê cười ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp Mộng Oánh càng tươi hơn. Sở Giao nhếch miệng, ôm cánh tay liếc nhìn Diệp Mộng Oánh, hừ, ta cũng không tin ngươi không nhớ chồng. Nhớ chứ, Diệp Mộng Oánh gật đầu thừa nhận. Chỉ là bây giờ chàng ở địa cầu, người nhớ cũng vô dụng. À, ta cũng nhớ đồ đáng ghét kia. Lời nói của Sở Giao lập tức gợi lên nỗi nhớ của Liễu Mộng, nàng nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, dáng vẻ như đang làm núng, hắn học được nghịch thiên đệ bát châm từ lúc nào rồi, làm sao còn không qua đây.
chúng ta đều là tu tiên giả, tuổi thọ gần như mênh mông vô hạn. Rất lâu không có nói chuyện, Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười hờ hững, liếc nhìn các nàng chơi đùa ở bên cạnh, lúc này mới mấy tháng mà thôi, các ngươi liền nhớ nhung thành họa, sau này thì phải làm sao? Liễu Mộng chu môi, không hiểu nói, về sau chờ đồ đáng ghét kia đến đây, chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời tại đảo thần tiên, thế nên cũng không cần nhớ nữa. Chưa chắc đâu, Cơ Thanh Ảnh lắc đầu, trong đầu nàng nhớ tới dáng vẻ thường xuyên gây chuyện của Hạ Thiên, nếu như hắn tới Tiên Vân Đại Lục, chắc chắn cũng không an phận, đoán chừng đến lúc đó đảo thần tiên ta cũng không chịu nổi, chắc chắn sẽ tới chỗ gây chuyện thị phi. Mới mấy tháng mà thôi, các ngươi cũng đừng quá buông thả chính mình, nên chăm sóc một chút. Diệp Mộng Oánh cười giảng hòa, thuận miệng nói, nhưng mà tính cách kia của chồng đúng là không thể quá buông thả, cần cho hắn một vài việc để làm. Nguyệt Thanh Nhã vừa cười vừa nói, yên tâm, Vũ Cơ và Tiểu Ngọc phụ trách giám sát, đốc thúc chồng tu hành, bọn họ sẽ không để hắn buông thả đâu. Phải phải, Sở Diêu gật đầu, chọn triệu Vũ Cơ và Dạ Ngọc Mị qua đó, cũng bởi vì tín tưởng hai người các nàng, vậy chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn chờ đợi thì tốt. Diệp Mộng Oánh liếc nhìn Sở Giao cười nói, xem ra ngươi và Liễu Mộng tỷ vẫn là quá rảnh rỗi. Chứ ngươi không rảnh rỗi à? Sở Giao hỏi ngược lại. Bây giờ ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Diệp Mộng Oánh nở nụ cười đắc ý, ngoại trừ nhớ chồng thì mỗi ngày ta đều có công tác phải làm, cuộc sống rất là phong phú. Sở Giao chưa bao giờ là kẻ cuồng công việc, trước đó kinh doanh sở môn cũng là bởi vì trong sở môn thực sự không có người khác. Hiện tại kinh doanh sở môn cũng bởi vì nhiệm vụ mà Nguyệt Thanh Nhã phân phó, bản thân nàng càng muốn chơi, cũng càng nhớ lại khoảng thời gian chơi đùa không lo không sầu ở địa cầu với Hạ Thiên. Không bao lâu sau, Lãnh Băng Băng trở về. Băng Băng tỷ, sao rồi, hỏi được cái gì rồi sao? Sở Giao nhìn thấy Lãnh Băng Băng đi tới, liền rót cho nàng chén trà nóng, thuận thế hỏi. Lãnh Băng Băng nhận chén trà, thản nhiên nói. Người kia không có quan hệ gì với Dư Nghiệt Vấn Thiên Quân, chỉ là một vương tử mất quốc, muốn mượn thời cơ của An Thiên Hội gây chút chuyện mà thôi. Nhưng ta thấy hắn đúng là tu tiên giả, chỉ là tu vi không cao. Sở Giao có chút tò mò hỏi. Trùng hợp có được cơ duyên thôi à? Lãnh Băng Băng tìm một vị trí rồi chậm rãi ngồi xuống, nói tiếp, nhưng từ trong miệng hắn biết được những vương công quý tộc mất nước kia đã âm thầm liên thủ, ẩn nấp ở bốn phía Lam Kinh. Cơ Thanh Ảnh nhăn mày lại. Không vui nói, một đám chuột nhắt, lần này ta sẽ phái binh đi diệt bọn hắn. Lãnh Băng Băng có chút lo lắng nói, bọn hắn liên hệ chỉ theo một chiều, hơn nữa phân tán lẻ tẻ ở các nơi khác nhau, nếu như không thể nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng. Động thì động, Cơ Thanh Ảnh dù sao cũng là nữ hoàng một nước, làm việc tương đối ác liệt, suy tính phương diện và thân phận là cảnh sát hình sự của Lãnh Băng Băng, dẫn bọn hắn ra khỏi động, mới có thể một mẻ hốt gọn. Nguyệt Thanh Nhã nói, thời kỳ này An Tiên Hội không cần nhiều người như thế, chuyện này giao cho Tiểu Giao làm đi. Không thành vấn đề, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch sẽ đám chuột nhắt này. Sở Giao vỗ ngực, vẻ mặt tự tin nói. Mấy người lại tán dọc một số chuyện, một ngày cứ thế trôi qua. Chương 2398, âm mưu của Khổng Thanh Tùng. Mấy ngày trước, Bắc Vân Quận, hướng đi tới chùa. Trên Lăng Vân Các đã có mười mấy khách mời hội tụ, hòa thượng ở trong chùa lại chả thấy ai, đoán chừng là không muốn tham dự loại việc phàm ở bên trong. Lãnh công tử, người sao tới chế vậy? Khổng Thanh Tùng đang nói chuyện với đám khách mời, quay đầu thấy được tiểu hòa thượng dẫn hạ lãnh vào trong, liền hô lên, mau mau nhập tọa, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Hạ lãnh cạn lời, trong lòng suy nghĩ, ta quen thân với các ngươi lắm sao, cái gì mà đều đang đợi ta chứ? Khổng Thanh Tùng kéo tay Hạ Lãnh, cùng ngồi với mấy vị công tử trẻ tuổi, ta giới thiệu với các ngươi một chút, vị Lãnh công tử này chính là vương hầu quý tộc ở Lam Kinh, đừng thấy tuổi không lớn lắm, chứ võ công của hắn cũng không thấp, bây giờ mang theo người hầu du lịch khắp nơi. Hạ Lãnh đứng im không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững quét qua những người này, không nói gì cả. Ngồi đi. Khổng Thanh Tùng ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hạ Lãnh nhìn mấy người khác, không khỏi vỗ một phát, xem ta kìa. Đúng là không xứng danh với chủ nhà, đến đây, Lãnh công tử, giới thiệu cho ngươi mấy vị này, bọn họ đều là danh sĩ các nơi. Không cần. Hạ Lãnh mở miệng nói, chỉ là đám người chết, ta không có hứng thú đi tìm hiểu bọn hắn, vẫn nên đến gặp mặt chào hỏi thôi. Khổng Thanh Tùng ánh mắt lạnh lẽo, Lãnh công tử, lời này của ngươi có ý gì?
người này đã chết ít nhất 7 ngày. Hạ Lãnh tiện tay chỉ một thiếu niên gầy yếu đội nho quan, mùi thối sắp lan khắp ngôi chùa rồi. Lại chỉ một vị thiếu niên cẩm bào mày kiếm mắt sáng, vị này đã chết ít nhất 1 năm. Hắn lại chỉ một ca cơ dáng người diêm dúa lòe loẹt, nữ nhân 10 mấy năm trước đã chết ở chỗ này. Lại chỉ một vị giang hồ hào hiệp vác trường kiếm, vị đại hiệp này kiếm gì sắt chỉ còn chuôi kiếm, đã chết tầm 100 năm. Lại, đủ rồi, Khổng Thanh Tùng nét mặt có khuynh hướng tức giận, dần dần chuyển thành nổi giận, lại từ nổi giận biến thành không cảm xúc. Hạ Lãnh cũng không ngậm miệng, nói tiếp, từ khi ta tiến vào Bắc Vân quận ngươi đã bắt đầu lập kế hoạch bẫy ta. Vốn là dọc đường đi sắp xếp coi như không tệ, tại sao hôm nay lại sơ suất như vậy, không giống phong cách của ngươi cho lắm. Bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể thay đổi. Khổng Thanh Tùng ung dung thở dài, vốn muốn dụ ngươi còn có một đám cao thủ tới đây xem múa, sau đó lấy huyết nhục, tinh khí của các ngươi để lát thành con đường trường sinh, đáng tiếc, tính toán sai một việc, dẫn đến cả bàn đều thua, bản thân còn thành quân cờ của người khác. Hạ Lãnh có chút tò mò hỏi, ta với ngươi tách khỏi nhau vẫn chưa tới 1 ngày, sao lại xuất hiện biến số lớn như thế? Thế gian mà, thay đổi trong chớp nhoáng. Khổng Thanh Tùng vung tay lên, cảnh múa vui vẻ trong Lăng Vân Các nháy mắt tan biến, chỉ còn lại khắp nơi đầy rẫy xác chết, những người này, có người là ta giết, có người là tiền bối ta giết, mục đích cũng vì để cho Khổng thị nhất tộc ta xuất hiện tiên nhân chân chính, đánh gãy trần thế tuyệt tục, tiên nhân trường sinh bất tử. Vậy ngươi tính sai cái gì? Hạ Lãnh hỏi. Không đợi Khổng Thanh Tùng trả lời, giữa không trung rơi xuống một bóng người, đứng chắn trước Hạ Lãnh, lạnh giọng nói, hắn không phải tính sai cái gì, mà là đánh giá quá cao bản thân. Hạ Lãnh quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Cơ Cửu, ngươi có phát hiện gì à? Công tử, không phải ngươi bảo ta điều tra ngôi chùa này sao? Vẻ mặt Cơ Cửu nặng nề, chậm rãi nói, đúng là để ta tra ra được ít việc, công tử chắc chắn không biết nguyên nhân tại sao ngôi chùa này được kiến tạo đâu. Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, Hạ Lãnh bất mãn nói. Cơ Cửu đáp, ngôi chùa này thật ra là do trấn áp yêu quái mà vũ nữ kiến tạo lên. Ngàn năm trước, yêu quái vũ nữ bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Châu, hơn nữa còn đại khai sát giới, là tiên tổ của vị Khổng công tử này phong ấn vũ nữ. Khổng gia bởi vậy mà thu được danh vọng, dần dần trở thành đại tộc ở Vân Châu. Bây giờ, vũ nữ sắp không phong ấn được nữa, vị Khổng tông tử này lại muốn dùng đám người công tử để hiến tế cho vũ nữ, thu được yêu lực của nàng, trải con đường trường sinh cho hắn. Được đấy, kế hoạch ban đầu đúng là như vậy. Khổng Thanh Tùng không phủ nhận, cười với Hạ Lãnh, Lãnh công tử tư chất tuyệt giai, trước đó ta đã chọn chúng ngươi, ngươi là mấu chốt trong kế hoạch này của ta, chỉ là ta không ngờ tới, ngươi lại là tu tiên giả, kết quả lúc cưỡng ép khởi động trận pháp cực vũ trường sinh quyết, ở dưới đáy chủ liền bị cắn trả. Hạ Lãnh không khỏi hỏi, vậy ngươi bây giờ bày trận chiến này là muốn làm cái gì? Khổng Thanh Tùng cười thê lương, có chút ít khổ tâm, lại có chút điên cuồng nói, liều mạng một lần, xem có thể tuyển địa phản sát hay không. Chương 2399, ta không còn thời gian để đợi nữa. Tuyển địa phản sát, ta chỉ cảm thấy là ngươi nghĩ nhiều rồi. Hạ Lãnh lắc đầu, vô cùng chính xác nói, ta họ Hạ, không tồn tại khả năng bị người ta phản sát. Không phải ngươi họ Lãnh sao? Khổng Thanh Tùng nghe thế không khỏi sững sờ, sau đó lại làm như không có gì nói, chả sao cả, mặc kệ ngươi họ gì tên gì, tóm lại hôm nay ngươi chính là quân cờ của ta, tâm nguyện hơn ngàn năm của Khổng thị nhất tộc ta sắp được hoàn thành bởi ta rồi. Hạ Lãnh thực sự có chút không hiểu, thuận miệng đề nghị, ngươi đã có pháp quyết tu hành, vậy sao không tu luyện cho tốt, ta thấy căn cốt của ngươi cũng không tệ, trở thành tu tiên giả cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất nóng lòng cầu thành. Làm loại chuyện này. Ngươi thì biết cái gì? Khổng Thanh Tùng không hề cảm kích, lạnh lùng chừng Hạ Lãnh, ta không còn thời gian để đợi nữa, vũ nữ bị trấn áp dưới ngôi chùa lúc nào cũng có thể đột phá phong ấn, đến lúc đó Khổng thị nhất tộc ta tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu tàn sát đầu tiên của nàng, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hạ Lãnh hỏi, vậy tổ tiên các ngươi khi xưa làm sao để trấn áp vũ nữ? Năm đó tổ tiên chúng ta ít nhất cũng có tu vi trúc cơ kỳ. Bởi vì trấn áp phụ nữ mà dẫn đến tu vi sụt giảm rồi liên lụy đến hậu nhân. Khổng Thanh Tùng vẻ mặt phẫn hận nói, bây giờ ta đã đạt thành hiệp nghị với vũ nữ, nàng trợ giúp trở thành tiên nhân chân chính ghi vào tiên tịch, mà ta triệt để đánh vỡ phong ấn của nàng, đây coi như là theo nhu cầu.
ghi vào tiên tịch, Hạ Lãnh hơi sửng sốt, có chút không rõ, việc này có khác gì với tu tiên giả đâu. Tu tiên giả, khi chưa lột đi phàm cốt, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, sống được càng lâu thì tương lai bị thiên kiếp càng nặng. Khổng Thanh Tùng trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, mà ghi vào tiên tịch lại khác biệt, đó chính là tiên tộc được thiên đạo công nhận, có một cây tiên cốt có thể thừa kế võng thế, con cháu của ta thậm chí là con cháu đời đời, sinh ra đều là thần tiên. Hạ Lãnh nghe Khổng Thanh Tùng nói vậy, không khỏi âm thầm nhíu mày, sao chuyện người này nói lại giống với truyền thuyết trên địa cầu của vị liệt tiên ban thế nhỉ, chẳng lẽ trên tiên vân đại lục cũng tồn tại các loại cơ quan của thiên đình. Ta cảm thấy trong này có vấn đề lớn. Hạ Lãnh nghĩ tới một việc, lập tức nói, vũ nữ kia là yêu quái, nếu nàng có năng lực giúp người trở thành tiên tộc, vậy tại sao không giúp được cho bản thân nàng? Khổng Thanh Tùng bị vấn đề này làm khó, một lúc sau mới lên tiếng, nàng bị phong ấn, đương nhiên không có cách nào thăng tiên. Được rồi, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, thừa dịp bây giờ mưa phân đang nồng, giết ngươi để khởi động trận pháp cũng còn kịp. Hạ Lãnh than thở lắc đầu, chỉ sợ tâm nguyện hơn ngàn năm của Khổng thị ngươi, cuối cùng chỉ có thể biến thành một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Loại trường sinh kia có gì hay mà theo đuổi chứ? Ta ghét nhất chính kiểu thái độ này, loại người nhân sinh gì cũng có như ngươi cho nên mới khinh thường ước mơ của người khác đến thế. Khổng Thanh Tùng hoàn toàn nổi giận, trên mờ u bàn tay hắn nháy máy trồi lên một cái xương màu trắng sắc bén, lại ngóc đầu lên hung hăng hút vài hạt mưa, thời tiết tốt như vậy, không giết người đúng là đáng tiếc. Vậy thì tới đi, Hạ Lãnh cũng lười nói nhiều với hắn, học trong phim ảnh và truyền hình Hoàng Phi Hồng bày một tư thế, khiêu khích nói, xem thử hôm nay ai chết. Cơ Cửu lườm Hạ Lãnh, chỉ có lúc này hắn mới cảm giác được vị chủ nhân này vẫn chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành, bình thường biểu hiện quá mức già dặn tỉnh táo, khiến cho người ta quên mất tuổi tác của hắn. Khổng Thanh Tùng không nói một lời, bỗng dừng đạp về phía trước một bước, tung người bay lên, cái xương trên hai tay lần nữa giải ra, phá tan màn mưa đâm vào cổ họng Hạ Lãnh. Quá chậm, Hạ Lãnh nhẹ giọng chửi bậy một câu, không lùi mà tiến tới, lách người vào kẽ hở của Khổng Thanh Tùng, một quyền đập tới. Oanh! Nắm đấm nặng nề nện xuống phần bụng của Khổng Thanh Tùng, vậy mà lại phát hiện nện lên một loại âm thanh trầm đục thuộc tính kim loại. Xương cốt cả người ta đều cứng hơn sắt thép, người vẫn nên đừng uổng phí sức lực. Khổng Thanh Tùng nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên hai tay chặp lại, muốn bắt lấy Hạ Lãnh. Bụp! Hạ Lãnh dễ dàng né tránh, một quyền này đấm vào mặt Khổng Thanh Tùng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Khổng Thanh Tùng không để ý, đưa tay quét về phía eo Hạ Lãnh, đã nói rồi mà, loại nắm đấm yếu ớt này không có tác dụng với ta. Dầm! Hạ Lãnh né không kịp bị ăn một chưởng, thân hình lập tức bay xa mấy mét, âm thầm kêu đau. Xương cốt trên người Khổng Thanh Tùng đúng là cứng đến nỗi có chút giận sôi, chỉ nhẹ nhàng bị quét chúng liền cảm thấy giống như bị một chiếc ô tô với tốc độ cao đụng vào. Cũng may những năm này hắn tu luyện nhưng đồng thời cũng rèn luyện cơ thể, nếu không thì một chưởng vừa rồi thật sự khó mà gắng gượng nổi. Cơ Cửu thấy thế, lập tức lấy ra nhuyễn kiếm đeo trên lưng, trực tiếp đâm về hai mắt Khổng Thanh Tùng. Khổng Thanh Tùng nhanh chóng nhắm mắt lại, kiếm của Cơ Cửu liền đâm vào mí mắt, không thể tiến thêm một chút. Chương 2400, tuyệt địa phản sát. Đao kiếm vô dụng, người vẫn nên đừng lấy ra để mất mặt. Khổng Thanh Tùng nhẹ nhàng quấn lấy, nắm chặt nhuyễn kiếm của Cơ Cửu trong tay, loạn xạ vặn một cái liền vặn thành một đống, lập tức vỗ một phát vào ngực Cơ Cửu. Cơ Cửu không ngờ tới người này ngay cả mí mắt cũng cứng như vậy, hai tay bị nhuyễn kiếm siết lấy, muốn quăng kiếm né tránh cũng đã muộn, xem ra chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy một chưởng này. Dầm! Song chưởng tấn công, phát ra một tiếng vang giòn, khí kình khuếch tán màn mưa, hạt mưa bắn tung tóe khắp trời, đánh lên trên mặt ba người bọn họ. Cơ Cửu, người lùi qua một bên, để ta xử lý hắn. Hạ Lãnh đẩy Cơ Cửu ra, hờ hững dặn dò một câu, người đi coi Tú Nhi và Tiểu Linh Nhi đi, đừng để các nàng bị người hại. Vẻ mặt Cơ Cửu nhìn Hạ Lãnh nặng nề, cũng không nói gì nhiều, chắp tay với Hạ Lãnh rồi lập tức rút lui. Người vẫn còn rất yêu quý những thứ thịt tì, nô bộc này nhỉ. Khổng Thanh Tùng cười khẽ, hôm nay người trong chùa đều phải chết, tàn ảnh dưới tay ta đã sớm qua đó giết bọn họ rồi, hiện tại ngươi mới phát giác ra thì đã quá muộn. Khổng Thanh Tùng vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa Cơ Cửu mang theo Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh vội vàng chạy tới. Tiêu Tú Nhi vừa thấy được Hạ Lãnh,
không khỏi quan tâm hỏi, công tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Hạ Lãnh thản nhiên trả lời. Tại sao các ngươi lại không bị gì? Nét mặt Khổng Thanh Tùng từ cười khẽ biến thành kinh ngạc, chẳng lẽ đám tàn ảnh kia ngay cả hai nữ nhân cũng không đánh lại sao? Tiêu Tú Nhi sửng sốt một chút, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, liền nói, đám tàn ảnh hả, ngươi nói là mấy cái bóng giống sát thủ kia. Đúng, bọn hắn đâu rồi? Khổng Thanh Tùng quát hỏi. Đã bị Tiểu Linh Nhi của ta đánh chết, Tiêu Tú Nhi phủi tay, vẻ mặt đắc ý nói. Không thể nào, Khổng Thanh Tùng tuyệt đối không tin sát thủ mà Khổng gia bọn họ đời đời huấn luyện vậy mà lại bại trận bởi hai tiểu nha đầu, mấy đứa đần kia chắc chắn đã bỏ sót các ngươi, thôi vậy, nếu các ngươi đã tới vậy thì cùng chết đi. Hạ Lãnh cảm thấy bị coi thường, bất mãn nói, này, đừng cứ mãi chém giết, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, những việc khác thì khỏi nghĩ. Hừ, bây giờ bản công tử liền làm thịt ngươi. Khổng Thanh Tùng giận dữ mắng một tiếng, bỗng dưng lại có mười mấy cái xương màu trắng nổi lên, cả người hắn giống như pho tượng bị cắm đầy xương, vạn cốt phùng sinh. Chiêu thức kia sao mà trông giống nhân vật ninja trong nhân vật anime thế nhỉ? Hạ Lãnh âm thầm chửi bậy trong lòng. Bạch Phú Thiên Bộc, Khổng Thanh Tùng cũng không có ngừng, bỗng nhiên ngửa đầu lên, phun về phía giữa không trung. Vô số xương trắng nhỏ vụn lập tức bị hắn phun lên bầu trời, chỉ chốc lát sau liền lẫn lộn trong hạt mưa, thác nước tựa cái trụy ập xuống. Con người cơ cửu mở to, cảm giác tình thế không ổn, lôi kéo Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh nấp dưới hòn non bộ ở bên cạnh. Công tử, Tiêu Tú Nhi thấy Hạ Lãnh còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi kêu lên, cửu ca, người nhanh đi mau cứu công tử. Cơ cửu đưa tay đè Tiêu Tú Nhi nói, đừng lo lắng, công tử không có việc gì. Các ngươi nấp cho kỹ, đừng đi thêm phiền. Hạt mưa màu trắng ào ào chút xuống, trong nháy mắt đã đâm thủng Lăng Vân Các thành tổ ong vỏ vẽ, trên mặt đất xuất hiện chằng chịt đôi mắt nhỏ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hạ Lãnh không nhúc nhích, cũng không né tránh, con mắt mở to nhìn Khổng Thanh Tùng, chờ sơ hở của hắn. Ha ha ha, Lãnh công tử thấy thế nào, cảnh mưa này có phải đẹp hơn trước kia ngươi nhìn thấy gấp trăm nghìn lần hay không? Khổng Thanh Tùng phun ra mấy vụn xương màu trắng. Sau khi nó rơi xuống mặt đất liền như măng mùa xuân trồi ra, chỉ chốc lát sau đã biến thành rừng bạch cốt rậm rạp, trực tiếp vây Hạ Lãnh tại chỗ. Hạ Lãnh vẫn không chút hoang mang, cũng không tệ lắm, chính là có chút không lớn. Hết cách rồi, mưa của Bắc Vân quận trước giờ đều không thích người ngoài. Khổng Thanh Tùng liếm môi, chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Lãnh, ta mới vừa nói, liều mạng một lần có thể đổi được tuyệt địa phản sát, bây giờ không phải thành công rồi sao? Phản sát. Hạ Lãnh cảm thấy có chút buồn cười, người có thể phản sát cái khỉ ấy, tỉnh lại đi, thằng đần à. Khổng Thanh Tùng không ngờ tới Hạ Lãnh còn dám mạnh miệng, tức giận đến toàn thân xương cốt đều run rẩy, vậy bản công tử đành đâm ngươi thành nhím trước vậy. Nói xong, Khổng Thanh Tùng kích hoạt mấy chục cái xương vừa nhọn vừa dài, đâm vào các vị trí trên người Hạ Lãnh. Không đợi Hạ Lãnh ra tay, lúc những cái xương kia cách Hạ Lãnh 3 mét đều bỗng dưng tan thành từng sợi khói trắng. Sau đó xương cốt như măng xuân nhanh chóng biến mất từng cái một. Chuyện gì thế này? Khổng Thanh Tùng kinh hãi không hiểu, không biết cảnh tượng trước mặt là tình huống gì. Hạ Lãnh cũng có chút mê man, nhưng mơ hồ đoán được gì đó. Được rồi. Bên ngoài Lăng Vân Các không biết từ lúc nào đã xuất hiện vị Thanh Liên Hòa Thượng đó, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói, Khổng Thanh Tùng, thời gian của ngươi đã đến. Không, không thể nào, ta không tin. Cảm xúc của Khổng Thanh Tùng nháy mắt sụp đổ, ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, bỗng dưng bay đến trước mặt Thanh Liên Hòa Thượng, cầm một cái xương để ngang cổ hắn, chắc chắn là ngươi nhớ lộn, đúng hay không? Khổng Thanh Tùng, chớ có vùng vẫy, cam chịu số phận đi. Thanh Liên Hòa Thượng hờ hững lắc đầu, người đánh không lại hắn, thì sao ta có thể đánh thắng hắn được? Thanh Liên Hòa Thượng vừa dứt lời, thì Khổng Thanh Tùng hoàn toàn sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.